nhân quả nó không chỉ một đời, mà nó nhiều đời nhiều kiếp nó tích tụ lại. Một khi nào đó, một lúc nào đó cho ra kém phước thì bắt đầu nó mới gì, nó nhảy bổ vào, nó gì, nó đòi nợ chúng ta. Đó, khi mà phúc kém đi rồi, vơi đi rồi, thậm chí là hết rồi, thì chúng ta thấy cái khổ cực nó hiện báo ra không có xa. Cho nên á, các Phật tử mà ai chúng ta khổ quá như thế thì phải an nhẫn đi. An nhẫn làm sao? An nhẫn để mà tụng kinh niệm Phật. Hãy nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để mà trả cái nợ oan gia trái chủ đời trước kiếp trước của mình đi. Đừng có kêu với Phật ơi làm sao con khổ thế, trời ơi làm sao con khổ thế, thầy ơi làm sao con khổ thế. Chúng tôi đang nói về cái phần mà sau khi các vị chư thiên vân tập thì là đến các vị thần linh ở trong tam giới này vân tập, như là các vị thần sông, thần biển, thần sông cái, thần sông con, thần cây, thần núi, vân vân, thần đất, thần ngoài, thần trầm, thần lúa mạ, thần cây ngày, thần cây đêm, thần trên không, thần trên trời, thần coi sự ăn uống, thần của các cây cỏ ở các nước phương khác và ở cõi xa bà, thầy đều đến pháp hội một lòng muốn nghe pháp. Đó. Thì hôm qua chúng tôi nói với các quý vị, đa số là hôm qua chỉ nói để cho chúng ta có một cái niềm tin chân chính vào kinh điển giáo pháp mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh này. Không có thì chúng ta lại nghĩ rằng Phật giáo mà còn nói đến nhiều những vị thần như thế, tức gọi là đa thần giáo. Mà đa thần giáo thì có nghĩa là không phải là một cái tôn giáo là chân chính, mà một cái tôn giáo gọi là hỗn tạp thì mới gọi là thờ đa thần giáo. Ở đây chúng ta không phải là thờ đa thần giáo, mà ở đây chúng ta biết là trong một cái pháp hội như vậy có các vị thần linh ở trong cửu pháp giới vân tập để nghe pháp, để muốn nghe pháp, muốn nghe Đức Phật thuyết pháp. Đây là một, chúng ta thấy là một cái việc không phải là một người bình thường có thể làm được. Chúng ta thấy cũng như là một vị pháp sư thăng tòa thuyết pháp, nhưng mà có vị pháp sư chỉ giảng được cho khoảng độ tầm 100-200 Phật tử ở trong ngôi chùa của mình thôi, ở trong thôn, trong xã của mình thôi, mà thậm chí là còn thất bại nữa. Vì sao mà thất bại? Vì cái giới đức chưa được viên mãn, chưa được tinh nghiêm. Cho nên họ đến nghe, có thể mấy ngày đầu thì rất là đông, nhưng mà xong rồi dần dần họ thấy là lời nói và việc làm, hành động của vị pháp sư đó, của vị thầy đó không giống nhau. Chắc là họ lừa mình, vị đó lừa mình hay sao. Cho nên họ dần dần họ bỏ, thậm chí là bỏ hết, không phát triển được, không duy trì được, không phát triển được. Mấy chục quả vãi ở trong chùa mình còn khó, huống chi là phát triển ra để cho các tầng lớp nhân dân, các tầng lớp tri thức và các tầng lớp, đặc biệt là những tầng lớp họ còn đương chức đương quyền ở trong các tổ chức đảng, nhà nước, chính trị xã hội vân vân, rất khó các quý vị. Như đây chúng ta thấy là Đức Phật thuyết pháp, tất cả các vị như thần sông, thần bể, thần sông cái, sông con nhẫn đến cho các vị thần cai ngày, thần cai đêm nhẫn, các vị thần cai quản cây cỏ ở thế gian chúng ta này vân vân đó. Các ngài đều là những vị là đương chức đương quyền, như ở ngoài xã hội mình gọi là gì, gọi là các quan, những người làm công chức nhà nước mà có chức sắc, có địa vị hẳn hoi ở trong cái tổ chức của họ, mà họ vân tập về đây để nghe Phật thuyết pháp. Chúng ta thấy đây là một cái điều kỳ diệu, một cái việc mà không phải ai cũng làm được, không phải vị Bồ Tát nào cũng làm được, mà chỉ có chư Phật với chư Phật mới làm được. Các vị Bồ Tát thì rất ít những vị Bồ Tát có thể vân tập được hết các vị quỷ thần như vậy. Vì sao? Vì để cho các vị quỷ thần này kính phục, quỳ dưới chân của mình mà thỉnh thị pháp thoại, thỉnh thị những phương pháp tu tập thì không phải là dễ, mà phải chư Phật với chư Phật mới làm được. Các vị Bồ Tát phải là những vị Đại Bồ Tát có uy tín, có năng lực, có công đức,
như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thủ, Bồ Hiền, Địa Tạng vân vân mới có thể làm được, nhưng mà cũng vẫn chưa được gì rốt ráo như là Phật. Đó. Cho nên ở đây chúng ta phải học đoạn kinh này, chúng ta phải hiểu, không có chúng ta lại bảo là Phật giáo đề cập đến rất nhiều các vị thần ở thế gian. Và như vậy Phật giáo là một tôn giáo gọi là đa thần giáo. Còn cái tôn giáo mà cao tột đó, họ chỉ có một vị thần thôi. Cái tôn giáo hạng thấp á, thì mới gì mới sử dụng đến đa thần giáo. Còn tôn giáo á, bậc cao á, bậc thượng á, họ chỉ có một vị thần duy nhất, một vị thần tối cao, quyền uy, đức độ, có công năng là ban phúc giáng họa, tất tất chỉ một vị thần. Đó mới là cái tôn giáo cấp cao. Còn tôn giáo cấp thấp là phải dùng đến rất nhiều các vị thần để hỗ trợ thì mới gọi là một tôn giáo cấp thấp. Đấy mới gọi là một tôn giáo cấp thấp. Nhưng ở đây không phải. Đây không phải là các vị thần này là người đến để ban phúc giáng họa, mà các vị thần này đến để làm gì? Đến để đỉnh lễ Phật và muốn nghe Pháp. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Và các quý vị phải biết, các vị thiền sư hay các vị pháp sư, các vị đại sư ở Phật, trong Phật giáo của chúng ta, trong tông môn của chúng ta, từ trước cho đến nay, chúng ta thấy để một vị mà một vị tăng á, hoằng pháp hành đạo, làm sao mà cảm được? Ngày xưa thời vua chúa phong kiến, ngày xưa gọi là cảm hóa được vua á, thì không phải là bình thường. Cái thứ nhất, đạo hạnh, công đức và trí tuệ cái vị tăng đó là phải gì? Phải vượt trội mới có thể cảm hóa được vị vua. Cái thứ hai, vị tăng đó cũng phải gì? Có công trong việc cùng xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đất nước, dân tộc mình, thì khi đó nhân dân và các tầng lớp vua chúa quan lại họ mới ủng hộ và mới tin theo. Còn anh giỏi đến đâu ấy, một vị tăng mà có giỏi đến đâu ấy, mà cứ đứng lên để vận động nhân dân, vận động tín đồ của mình ấy, vận động đệ tử của mình ấy, chống lại chính sách, chống lại quốc gia đó, thì giỏi đến đâu thì giỏi, cũng không được trọng dụng, mà cũng không được tin tưởng, mà thậm chí còn bị cái họa là sát thân nữa. Không hề đơn giản. Đó, cho nên phải đầy đủ những cái yếu tố đó thì mới có thể hành đạo và hoằng pháp phổ độ quần sinh được ở thế gian này. Và để cảm hóa được những vị vua chúa quan lại ngày xưa, các vị thiền sư, các vị pháp sư ngày xưa toàn là những cái bậc mà không phải là bình thường. Có thể chúng ta có thể nói là những bậc mà gọi là pháp thân, đại sĩ, bồ tát, thánh tăng tái lai để phổ độ chúng sinh, để hoằng pháp. Còn thời mạt pháp này, càng về sau thời mạt pháp càng đi sâu, tâm lượng của chúng sinh càng ngày càng căng cường khó độ. Nhiều người bất tín nhân quả, thậm chí là báng phá Phật pháp, cho rằng là mê tín dị đoan, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta rất khó để mà hành đạo, rất khó để mà hóa độ. Nhưng để mà hóa độ được một cái số lượng người nào đó nhất định, ví dụ như hôm qua chúng tôi nói là Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thường Tịnh Hạ Không, ngài là đương kim viện trưởng Tịnh Tông Học Hội Thế Giới. Ngài đi đến đâu, đi đến quốc độ nào để hoằng pháp thì cái vị cao nhất của đất nước đó đều phủ phục ở dưới tòa pháp của ngài. Ví dụ như ngài sang Úc, thủ tướng Úc á, cũng đến quỳ gối và đỉnh lễ phủ phục dưới chân ngài, và thậm chí đi về xong một cái là còn phong cái tức là công dân danh dự cho ngài nữa. Rồi ngài sang Mỹ, đến tổng thống Mỹ, là một, chúng ta biết là một cái vị tổng thống mà quyền, một trong những vị tổng thống quyền lực nhất thế giới. Chúng ta biết là nước Mỹ họ rất thực dụng, con người Mỹ họ rất thực dụng, họ thực dụng lắm.
Lời nói và việc làm nó phải lợi ích ngay trước mắt. Nói xong họ làm là phải được thu được lợi ích ngay thì họ mới theo. Chứ bảo anh cứ làm việc công đức đi rồi đến đời sau anh được hưởng, đời sau anh được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, không bao giờ nó theo. Cuộc sống người thực dụng phương Tây nói chung và đặc biệt là người Mỹ nói riêng, họ như vậy. Vậy mà Hòa Thượng sang Mỹ chuyển Pháp, Tổng thống Mỹ lại ngay lập tức là phong cho Ngài cái là công dân danh dự ngay trong chuyến đi công du ở Mỹ đầu tiên. Ngài sang Nhật Bản, nguyên Thủ tướng Koizumi của Nhật Bản cũng quỳ gối và quy y Tam Bảo với Ngài. Chúng ta nước Nhật, chúng ta biết nước Nhật là một nước rất là văn minh. Mấy năm trước Nhật Bản là giàu có đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ thôi. Nhưng bây giờ thì tụt xuống hạng thứ ba rồi, sau Trung Quốc. Vì cái GDP của Trung Quốc nó mạnh hơn, đất nước nó lớn hơn, nó phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Cho nên nó vượt lên Nhật Bản, đứng thứ hai. Mỹ đứng thứ nhất và Nhật Bản tụt xuống thứ ba. Nhưng mà dù sao, chúng ta thấy một cái đất nước nó văn minh, thịnh vượng như vậy. Mà khi Hòa Thượng sang truyền Pháp ở đó, ông Thủ tướng ông quỳ dưới chân Ngài và còn thọ giới tam quy với Ngài. Và bây giờ theo chúng tôi được biết, được theo dõi, được biết, mỗi một năm ít nhất là nguyên Thủ tướng Koizumi của Nhật Bản là một trong những vị Thủ tướng giỏi nhất của Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai, khiến cho đất nước Nhật Bản là thịnh vượng, đạt ở cái mức là giàu thứ hai thế giới. Ông ấy rất giỏi, nhìn người thì không được sáng sủa như là những vị nguyên thủ khác, nhưng mà ông rất giỏi, rất trí tuệ, giải quyết các công việc quốc nội cũng công việc thế giới. Ngày xưa chúng ta ai mà theo dõi thì thấy ông là một vị thủ tướng có thể là nổi trội. Nhưng mà để cho một cái vị thủ tướng xuất sắc như vậy quỳ dưới chân mình không phải là dễ các quý vị, không phải ai cũng có thể làm được. Không phải vị pháp sư, vị hòa thượng nào, vị thượng tọa nào cũng có thể làm được. Trên thế giới rất nhiều những vị pháp sư, những vị hòa thượng, những vị cao tăng. Nhưng mà để giáo hóa được những vị đó không phải dễ. Tại sao ở Nhật Bản có rất nhiều các vị hòa thượng mà nguyên Thủ tướng Koizumi của Nhật Bản không quy Tam Bảo, mà phải đi sang tận Hồng Kông để quy Tam Bảo với hòa thượng? Rồi Tổng thống Mã Lai nữa, các quý vị. Mã Lai là một nước là họ đến chiếm đến 95% là theo đạo Hồi. 90-95% theo đạo Hồi. Nhưng khi Hòa Thượng sang truyền bá ở Mã Lai, truyền bá Phật Pháp ở Mã Lai, đích thân Tổng thống đến để quỳ gối đỉnh lễ Ngài và hộ trì Phật Pháp cho Ngài, để còn cấp đất để cho Ngài xây một cái trung tâm Phật học lớn mang tầm cỡ thế giới ở đó nữa. Cho nên chúng ta thấy là chỉ có những bậc mà công đức, phúc báo và trí tuệ siêu vượt những bậc phàm phu khác, những bậc tăng bình thường khác, những vị tăng bình thường khác ở thế gian này thì mới có thể làm được điều đó. Vậy mà hôm qua chúng tôi nói với các quý vị, có những người còn nói là gì, Hòa Thượng là người mê tín dị đoan. Cái người nói Hòa Thượng mê tín dị đoan không phải là những người không học Phật, mà là những người học Phật. Thế mới là một cái điều chúng ta thấy thời mạt Pháp. Mà là một vị thượng tọa, một vị có bằng tiến sĩ, rồi một vị là cũng gọi là, rồi còn một vị nữa rồi gọi là một vị pháp sư chuyên hoằng, chuyên tu, chuyên hoằng pháp môn tịnh độ. Cho nên đây không phải là dễ các quý vị. Vì vậy mà chúng tôi mới nói với các quý vị là học Phật phải có niềm tin. Chung quanh chúng ta luôn luôn có các vị thần linh, các vị vong linh, họ sống bên cạnh chúng ta cũng như cuộc sống của chúng ta vậy. Chúng ta sống ở trên đời này thế nào thì dưới cuộc sống của họ nó cũng có, cuộc sống của họ cũng tương tự như thế thôi. Chúng ta có gia đình thì dưới kia quay âm nó có gia đình. Chúng ta trên này có người vui, có người sướng, có người khổ đau, có người bần tiện thì ở dưới quay âm cũng vậy, cũng có người vui, người sướng, người giàu sang, người khổ đau, người bần tiện.
Chúng ta thấy ở trên đời này có những người nhà lầu xe hơi, có những người có cả máy bay riêng. Nhưng chúng ta thấy đâu đó khắp đầu đường xó chợ cũng có những gì? Những kẻ lang thang ăn xin ăn mày. Nhờ vào cái đồng bố thí của thập phương để sống đỡ qua ngày, thì dưới cõi âm cũng như thế. Thế giới thần linh cũng như vậy các quý vị. Thế giới thần linh cũng có người có phúc báo, họ có thọ mạng, có thần lực và có gia quyến, có công danh chức tước của họ. Nhưng cũng có những người chỉ nương vào gì? Vào cây cỏ để mà sống. À, nói đến cái chuyện các vong nương vào cây cỏ mà sống. Cái này thì năm 2012, năm 2012, đầu năm 2012, tôi nhớ rất rõ cái câu chuyện ở tại Đền Trung và Chùa Tản Viên. Ngày đó là cái Đền Trung nó còn hoang sơ lắm. Chùa Tản Viên cũng vậy, nó chưa có gì. Chúng tôi lên đó phải phát rừng vạch cây để mà lên. Lên được 1-2 năm rồi á, thì khi đó thì làm bắt đầu thì khôi phục lại dần dần cái quần thể đền và chùa. Tôi nhớ là ở trước cửa đền á, cái sân trên á, các vị ai lên Đền Trung rồi thì thấy cái sân trên cùng á, ngày xưa có một cái cây nó chết khô rồi, nó chết hàng chục năm, hơn chục năm rồi, nó khô, nó ở đấy không có ai dám chặt. Cái cây nó chết khô ngay ở trước cái bờ tường ở bên tay phải, từ ở trong hướng ra và tay trái từ ngoài hướng vào ạ. Có một cây nó to khoảng 2 người ôm, một cây cổ thụ to khoảng 2 người ôm, nó chết hơn chục năm rồi nhưng không có ai dám chặt, cứ bỏ nó một cái cây chết nằm chỏng chơ trước cửa đền như vậy, không ai dám chặt. Thế tôi nghĩ rằng nó khô mất rồi, nó khô mất rồi thì thôi chặt bỏ nó đi, không có để thế nó vừa độc. Theo như cái chỗ đình chùa miếu mạo mà có một cây khô mà để nó chết chỏng chơ như vậy thì để các cụ ngày xưa về phong thủy người ta nói nó về độc, không tốt. Cái thứ hai, nó chết mất rồi, để nhìn nó mất cái cảnh mỹ quan ở nơi thờ tự. Cho nên tôi mới bảo mấy chú thợ nó ra nó chặt. Mấy chú thợ nó chặt, thợ nó không dám chặt, rồi cuối cùng phải thuê. Thuê người ta lên mất mấy triệu người ta chặt cho. Người ta chặt, người ta cắt thành từng khúc từng khúc. Chặt xong rồi thì bắt đầu chặt, thì gần xong rồi tôi có việc tôi đi về chùa Khai Nguyên này. Ở trên kia có mấy 3-4 bác, ngày đấy còn ít đệ tử, có 3-4 bác nên ở trên đấy. Về được chiều tối khoảng độ tầm gần lúc mặt trời lặn á, nó chặt là lúc đầu giờ trưa mà. Đầu giờ chiều khoảng độ tầm 1:30-2 giờ thì chặt. Chặt khoảng 4 giờ tôi về tới đây, vừa về tới tí khoảng độ tầm 5:30. Thì nghe mấy chú thợ ở trên gọi điện xuống bảo thầy ơi hỏng rồi. Mình tưởng là cái gì cũng thoát cả tim mà nó bảo hỏng rồi, mình chỉ sợ là anh em nó làm nó xảy ra tai nạn hay cái gì đó thì sợ. Thế hỏi hỏng cái gì, nó bảo là hỏng rồi, thầy bảo chúng con chặt cây, may mà chúng con không chặt. Thầy cho mấy em thợ chặt, thế bây giờ là cái con gái của cái bà Hồng tức là cái bà thủ nhang trong cái đền mẫu ấy. Con dâu. Và con dâu của bà Hồng ấy nó bị ma nhập và bây giờ nó lên nó đòi cây. Bị cái vong nhập nó lên đòi cây và nó chửi. Nó cầm cái bó hương là nó làm loạn ở trên này, nó chửi. Nó chửi cả thầy. Thế hỏi nó chửi thế nào? Bảo nó lôi cả tên cúng cơm của thầy cho nó chửi. À, lôi cả tên cúng cơm của thầy cho nó chửi. À, hỏi chửi thế nào? Nó bảo là chửi đấy. Ông sư ông ác lắm. Ông đi tu mà ông ác, ông phá nhà của tôi, ông không nói gì với tôi. Ông cứ thế là ông phá nhà của tôi, bây giờ tối nay tôi lấy gì tôi ngủ? Có phải mình tôi đâu, cả con cháu của tôi nữa. Cả một đống người đang ở đây, lấy chỗ nào mà ngủ, có chỗ nào mà ngủ. À, nó không nhập vào cái người chặt cây mà nó xuống, nhập vào cái cô con dâu của cái bà thủ nhang đấy, đang ở tít ở dưới làng, tít dưới chân núi ở dưới thôn Hợp Nhất, ở dưới gọi là mình gọi là người giao á. Nó nhập từ dưới kia mà nó chạy lên. Nhập từ dưới làng á, nó chạy lên và nó cứ thế nó chửi, nó bảo là phá mất nhà tối nay nó ở đâu, cả gia đình con cái nó ở đâu. Và các vị biết không, cái khúc cây nó to khoảng gần 2 người ôm, cắt được khoảng độ tầm 1m1. Bốn chú thợ của thầy là không bê được mà bốn chú thợ phải lăn. Bốn chú thợ
Thầy bảo là bảo các vị sang để bê, nhưng các vị không bê được, cây nó to như thế, nặng không bê được. Mà bốn chú thợ là lăn đi. Mà cái cô con dâu của bà cụ ấy, nó chỉ khoảng độ tầm 38-40 cân thôi, là gầy gầy, rất là gầy, xương sẩu, gầy lắm. Nhìn rất là khắc khổ vì gầy. Người dân tộc mà, họ cũng lam lũ, cho nên nhìn cũng rất là gầy yếu. Nhưng các vị biết không, một mình cô ấy, cái cây ôm còn không hết, mà một mình ấy cô ấy làm sao mà cô ấy bê được cái gốc cây. Cái gốc cây các chú ấy lăn đi vào trong đống, cách đó khoảng độ tầm 15 mét, lăn vào cái đống rồi. Mấy chú thợ cứ cắt ra được cái nào thì thợ thì nó cắt, còn mấy cái người cắt cây thuê thì nó cắt, còn mấy chú thợ thì lăn. Bốn chú thợ lăn từng khúc vào thì không bê được, không khiêng được. Thế mà đến khi cái cô kia yếu như vậy mà một mình bê một gốc cây, một khúc cây như vậy, một khúc cây nó khoảng độ rơi khoảng 80 cân cho đến khoảng một tạ, tùy theo cái chỗ gốc và cái chỗ giữa. Mà một mình cô ấy bê được. Ví dụ như bê cái vật nặng một tạ mà nó bé thì chúng ta nghĩ là nó còn dễ. Nhưng một gốc cây mà gần hai người ôm, mà một mình cô ấy bê, mà bê bình bịch, cứ bê lên chạy bê bình bịch, lại bê ra gốc cây đó, bảo trả lại cho tôi, trả lại nhà cho tôi, kêu ông sư ông trả lại nhà cho tôi, ông đi phá nhà của tôi, ông không nói gì với tôi. Nó cầm cái bó hương, nó còn châm vào cái mặt của một cái chú thợ là còn cháy hết cái lông mày mặt nữa. À, cho nên thợ sợ không dám ấy nữa. Nó bảo là thợ cũng có cái cháy, cái mấy cái chú thợ là có cái gì là cũng phá nhà của nó, cho nên là nó cầm cái bó hương đó, nó đuổi theo để nó đốt. Nó bảo đuổi theo nó đốt, thì một chú chạy không kịp, thế là vấp ngã, thế là ngã xuống, nó sang nó đốt, nó dí cả cái bó hương vào mặt, thế là cháy hết lông mày đó. Thế là chúng nó sợ quá, đứa nào chạy tán loạn không dám gần nữa, thế gọi điện cho tôi. Tôi mới nghĩ bụng, tôi nghĩ thôi, tại cây khô rồi mà, mọi khi làm ở trên đấy mình rất cẩn thận. Như trong giới luật của Đức Phật dạy chúng tôi ấy, trước khi muốn chặt những cây to, cây cổ thụ, cây to thì hôm trước hoặc là mấy tiếng đồng hồ trước, nếu muốn chặt thì đi ra cầm cái dao, lấy cái phía sau của cái lưỡi dao á, cái phía lưng dao á, thì gõ vào đấy ba cái và nói với cái cây đó rằng ở đây có vị thần linh nào hay có vong linh nào nương cái cây này để sinh sống á, thì xin là các vị chuyển sang nơi khác ngày mai hoặc là đến chiều. Nếu mà buổi chiều mình chặt thì buổi sáng phải làm đi, nếu ngày mai làm thì hôm nay làm đi, ngày mai chặt hôm nay làm đi. Ra đó gõ vào đấy ba cái và nói với cái cây, trước cái cây đó rằng nếu ở đây có vị thần linh nào và có vong linh nào, chân linh nào nương vào cây này để ở, thì xin các vị chuyển đi nơi khác để ngày mai tôi lấy chỗ này để làm chùa chẳng hạn, tôi lấy cây này để xây dựng chùa cảnh hoặc là làm cột chùa hoặc làm cái gì, hoặc tôi lấy chỗ này để lấy đất để làm chùa cúng Phật vân vân chẳng hạn, hoặc làm nhà tổ hay làm nhà mẫu hay làm nhà khách vân vân, làm cái gì thì mình đọc vào đó, hoặc làm nhà ở vân vân. Thế như thế thì không phạm, mà còn cứ thế mà tỉ khiêu mà cầm dao cầm cưa ra mà cắt cây của họ, không nói cho họ biết trước ấy, thì trong giới luật Đức Phật nói là như vậy phạm vào tội và phá nhà quỷ thần, nếu như cái cây đó có quỷ thần ở. Tôi nghĩ trước đây làm ở trên đấy tôi rất là kỹ, nhưng tôi nghĩ rằng cây nó chết rồi thì còn gì nữa đâu, mà chết hàng chục năm, hơn chục năm nay rồi trơ ra rồi, còn mỗi cái gốc nó cao lên khoảng độ tầm 7-8 mét thôi, có mấy cái chạc to nó ở lại đó, còn cành nhỏ nó mục hết, rơi hết rồi, làm gì có ai ở đấy nữa. Thế cho nên là không làm lễ, mà ông không xin xỏ, ông không báo trước gì, thế bảo chú thợ đi ra là cắt thôi. Khi xảy ra cái chuyện đó, bắt đầu nó gọi điện, thì tôi mới gọi điện lên, tôi bảo hai ba bác đệ tử của tôi là thế thì các bác phải sang bên đền ngay, chỉ cho tôi ba biến đại bi thập chú, và đi ra nói với, đứng ra trước cái gốc cây chặt đấy, nói với mẹ con cái vong đó rằng thôi để cho sư phụ tôi thì không biết là cây đã chết rồi mà các vị vẫn còn ở trong đó, cho nên thôi thì bây giờ cây đã chặt rồi thì sư phụ tôi bảo là thôi cho sư phụ tôi xin lỗi, và các vị sẽ chuyển ra cái cây ở trước cửa, tức là cây xanh, cây si xanh mới đánh mà có cái tán lá rất to ở trước cửa đó, ở bên tay trái từ mình hướng vào mà tay phải từ trong đi ra, tôi đánh cái cây xanh sang đấy và bảo các vị là bảo là sư phụ bảo sang cây đó mà ở, cây đó rất là râm mát, cây nó chết rồi, nó mục rồi, coi như ở cái nhà mà sắp đổ rồi thì ở nó nguy hiểm lắm, sang cái cây kia thì mát mẻ mà ở, và kêu các vị thần nào mà đang ở trong cái cây đó thì thôi nhường một chỗ
để cho gia đình nhà vị đó ở. Thế là kêu xong như vậy, chỉ đại bi kêu xong một cái, thế là cái cô kia nó bật ngửa ra cái, thế là khỏi, khỏi như không. Thế đến lúc xong ra nó bảo thích tự nhiên đang ở nhà, đang đi cấy mà tự nhiên sao ở đây, đang đi cấy đầu năm, đang đi cấy mà tại sao lại ở đây. Đấy, các quý vị thấy đó gọi là gì? Quỷ thần, thần cây. Đấy gọi là những quỷ thần, nó để nương cỏ gá cây để ở đó. Trong cái cúng lục đạo, cúng chúng sinh lục đạo, chúng ta thấy cái bài thỉnh là gì? Thỉnh các vị Nam Mô Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn giả tiếp dẫn chúng sinh Đông Tây Nam Bắc tứ duy thượng hạ nam nữ các loại 12 loại cô hồn vân vân, rồi các vị cô hồn nương cỏ gá cây vong linh chăm họ về để gì? Để thụ hưởng cái vật thực cúng dường của tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta dâng cúng đó, vân vân đó. Cho nên ở đây nói như vậy để chúng ta thấy rằng chung quanh cuộc sống của chúng ta vẫn có những cái thế giới tâm linh họ thường hằng và ngay bên cạnh chúng ta, có cái chúng ta không thấy thôi, do vô minh, do chướng sâu nghiệp nặng, do không khai mở được tuệ nhãn, không khai mở được nhục nhãn trở thành thiên nhãn, cho nên chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Giống như chúng ta bây giờ ví như có một người mù và một người mắt sáng. Một người mắt sáng thì đi ra đường họ nhìn thấy cái chỗ nào nguy hiểm họ biết ngay, họ không vào. Và họ biết đường nào tốt, đường nào xấu, đường nào dẫn đến cái đích ở đâu. Còn người mù chúng ta biết có, họ có nhận thấy được không? Họ chỉ quen cái con đường ở trong nhà mình thôi, trong cái chỗ của họ quen đi thôi. Nhưng khi đó chúng ta thay đổi vị trí, ví dụ cái đường đi của cái người trong nhà chúng ta đang như thế này chẳng hạn, họ đi mãi họ quen rồi, nhưng đùng một cái chúng ta xây một cái bức tường lên, họ không phát hiện được, họ quen rồi họ đi, họ chắc chắn họ sẽ đụng vào đó. Hoặc chúng ta đào một cái hố ở trước, ở trên đoạn đường mà cái người mù hay thường đi đó, họ không nhìn thấy và họ sẽ gì, ngã tỏm xuống đó luôn. Nhưng còn người có một con mắt sáng, cho dù chúng ta thì xây lên bất cứ lúc nào, họ tỉnh dậy một cái, mở mắt ra họ thấy cái bức tường, họ sẽ biết và không đi qua nữa. Họ thấy cái hố họ sẽ không gì bước qua đó nữa, vân vân. Người mù và người có con mắt sáng nó khác nhau hoàn toàn như vậy. Chúng sinh mà tuệ nhãn chưa khai, thiên nhãn chưa mở thì cũng giống như kẻ mù có nhìn thấy thế giới tâm linh chúng sinh sống chung quanh ở bên cạnh chúng ta đâu. Và chúng ta không thấy. Cho nên á, vì chúng ta không thấy cho nên nhiều người họ tin rằng á, chết là hết, chết không còn cái gì nữa. Và cuộc sống này cứ hưởng thụ đi, làm ra bao nhiêu hưởng thụ bấy nhiêu, cần gì phải lo lắng, cần gì phải cực khổ. Nhưng xin thưa các quý vị, chết đâu phải là hết. Nếu chết là hết đấy mà, thì Phật đâu phải gian khổ vì chúng sinh ở trong tam đồ lục đạo này mà dùng muôn nghìn các hóa thân khắp tam thiên đại thiên thế giới để phổ độ chúng sinh nữa. Chư Bồ Tát đâu có phải vất vả vì chúng ta nữa. Địa Tạng Vương Bồ Tát đâu có phải nhọc mình vào trong địa ngục để lôi chúng ta ra nữa, để cứu chúng ta ra nữa. Vậy thật không may cho chúng ta là chết chưa phải là hết, mà chết chỉ là, trong kinh Đức Phật, chết chỉ là để thay đổi một hình dạng, một tấm thân khác mà thôi. Có phúc báo thì đi lên làm trời làm người tiếp tục, mà vô phúc tức là kém phúc thì xuống ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ai mà sát sinh hại vật nhiều, nặng thì đọa trong hai đường ác đạo khổ nhất, đó là địa ngục và ngã quỷ. Nhẹ hơn thì làm gì? Thân súc sinh, để cho người ta gì? Nhẹ hơn một tí thì làm gì? Con trâu thì đi kéo cày để trả nợ. Con chó thì để trong nhà cho chủ. Nhưng con trâu cũng cho biết, con trâu bây giờ nó cũng gì ạ? Nó cũng thịt. Mà con chó bây giờ nó cũng chẳng gì? Cũng chẳng tha. Có đúng không? Con chó rất thân với chủ, nhưng mà khi nó bí lên, hoặc khi nó thèm, hoặc khi gia đình nó có việc á, nó cũng sẵn sàng là nó gì, nó lấy cái dây nó thòng lọng và gì, nó chặt buộc hai cái chân sang đằng sau và nó cầm dao nó cắt tiết và nó cho vào lò thiêu, cho vào cho rơm và nó thui rồi nó mổ, nó đóng giết, nó ăn với nhau. Đấy, cho nên á, chúng ta phải tỉnh táo ở cái chỗ đó. Học Phật chúng ta phải có niềm tin và phải tỉnh táo chỗ đó. Vì sao Đức Phật ngăn cái giới sát?
Vì Đức Phật không muốn chúng ta trả báo ở đời sau vậy, cho nên Đức Phật khuyên chúng ta không nên sát sinh. Quả thật ở trong kinh điển Nikaya, nhiều chỗ Đức Phật gì không cấm ăn thịt. Chỉ có một thời gian nhất định nào đó Đức Phật mới cấm thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng á, cuộc đời này thì có luân hồi, có nhân quả. Sống ở trên đời chúng ta thấy gì? Có vay thì phải có gì? Có trả. Làm gì có chuyện vay rồi chúng ta quỵt nợ được. Mà quỵt được một người thôi chứ làm gì quỵt được hai người. Quỵt được hai người thôi chứ làm gì quỵt được mười người. Quỵt được mười người thì đừng có nghĩ rằng mình quỵt được cả xã hội, cả đất nước này, cả thế giới này. Không có cái chuyện đó. Cho nên có vay ắt phải có trả. Một vị xuất gia hay một Phật tử chúng ta mà vẫn còn muốn ăn thịt uống máu chúng sinh thì cái nghiệp sát của chúng ta chưa gì? Chưa dừng. Cái nghiệp về khẩu chúng ta chưa dừng. Mặc dù chúng ta không tự ý giết mà chúng ta gì vẫn ăn thịt uống máu uống huyết của chúng sinh thì đến đời sau họ cũng không giết chúng ta mà người khác giết chúng ta. Chúng ta làm gì? Thân trâu, thân lợn, thân bò, chó, thân ngựa vân vân. Họ không giết chúng ta, nhưng là có người đứng lên giết chúng ta và chúng ta thì họ bán thịt chúng ta ngoài chợ và họ lại, cái người đó lại đóng giả, họ lại đóng là gì? Họ lại đóng ở một cái vai khác, một vai diễn khác. Vai diễn ở kiếp trước nó là con trâu, con lợn chúng ta gì? Nó nợ người khác và người khác giết nó và chúng ta thì thèm ăn, chúng ta ra chợ, chúng ta mua, chúng ta ăn. Và kiếp sau chúng ta tổn phước, một kiếp nào đó chúng ta tổn phước, chúng ta lại làm con lợn và chúng ta có oán thù với một vị nào đó, vì đồ tể nào đó ở nhiều kiếp trước và gì? Kiếp này nó quay lại nó mổ nó giết chúng ta và lại có người khác nó thèm và nó đến là gì, nó lại mua thịt chúng ta về nó ăn. Đó, đó gọi là vay một cân thịt thì trả một cân thịt, vay một lạng xương thì trả một lạng xương, vay một thìa máu thì trả một thìa máu ở chỗ đó các quý vị. Quy luật nhân quả nó vận hành không có sai. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta hôm qua chúng tôi nói, nhìn thấy con cá nó chết, một con cá lớn, cả một cái dân làng chài bắt con cá định, bắt con cá giết và ăn thịt. Ngài lúc đó đã phát nguyện hành Bồ Tát Đạo rồi, nhiều đời nhiều kiếp rồi, thấy con cá chết không cứu và không nói được một lời chia sẻ, mà gõ vào đầu nó ba cái, bỏ tay ra đằng sau để đi. Và từ đó cho đến gì, nhiều kiếp về sau, cho đến khi thành Phật rồi, thỉnh thoảng Ngài vẫn bị cái đau đầu và cái bệnh đau lưng thì thường xuyên. À, vì gì? Ngài quay lưng về với con cá đó và con cá đó nó báo oán, căm thù cả cái dân làng chài và dân làng chài đó sau này chính là dòng họ Thích Ca. Và cái vị thanh niên kia chính là gì? Là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cá kia chính là gì? Là tiền thân của vua Tỳ Lưu Ly. À, mà vua Tỳ Lưu Ly sau này nó báo oán, nó giết sạch dòng họ Thích Ca, trừ những người xuất gia theo Phật. Chúng ta thấy nhân quả theo nhau kiếp dài dài lắm, nhiều đời nhiều kiếp dài dài lắm. Hay như hôm trước chúng tôi nói ở bên Trung Quốc có một cái câu chuyện ở trong quyển sách Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, có câu chuyện. Câu chuyện là có một ông thầy, ông đi xem cho một cái gia đình để cái ngôi mộ và cái khu đất đó thì sẽ được phát rất tốt. Để vào đó thì rất là phát, đất đó là vượng khí, rất tốt. Cái ông gia chủ đó nghe cái ông thầy phán như vậy thì bắt đầu ngay lập tức về là bàn với con cháu và chuyển mộ bố của mình đến đó, đặt lên cái mảnh đất đó. Chuẩn bị ngày giờ rồi thì ví dụ ngày mai chuyển, thì ngày hôm nay, tối hôm nay, ông mơ thấy có một cái ông cụ già, râu tóc bạc phơ, và ở trên mình có quấn một cái chiếc khăn đỏ, trên ngang, quấn ngang lưng một cái thắt một cái khăn đỏ, và nói với cái ông chủ nhà kia rằng, xin với ông là gì? Cái mảnh đất mà ông chọn để đặt mộ bố của ông ấy, là ở dưới đó có gia đình, con cháu, họ hàng của tôi đang ở dưới đó, xin ông là gì?
dừng lại cho tôi 3 ngày để tôi để chuyển con cháu của tôi đi chỗ khác đã. Thì khi đó ông mới chuyển mộ bố ông đến đấy. Chúng tôi hoàn toàn là nhường lại thôi, đấy là đất của chung. Đó thì xin ông, chỉ xin ông là 3 ngày thôi. Sau khi tỉnh ngủ dậy thì cái vị kia nửa tin nửa ngờ và nghĩ rằng làm gì có cái chuyện mà cả một gia đình ở dưới đó, chắc chắn không có, và vẫn cứ thế là làm. Ngày hôm sau liền lại cho con cháu các thứ là đi đào huyệt, đào xuống được mét hơn mét đó, thì bây giờ có một cái hang. Trong cái hang đó thì có rất là nhiều rắn, có nhiều rắn lắm. Và ông ấy thấy như vậy, bắt đầu là bảo con cháu về lấy lửa, lấy củi và hun và đốt cho chết tất cả cả đàn rắn đấy đó. Đốt xong cái đàn rắn đó chết hết, mang nó đến thì được 800 con rắn to rắn nhỏ, 800 con. Một cái hang rắn nhiều như thế, 800 con rắn. Và ngay tối hôm đó, sau khi đốt rắn xong, ông đem ông chôn mộ ông xuống đó, ông lấp lại. Thì ngay tối hôm đó thì ông lại nằm mơ thấy ông cụ kia, ông về, ông khóc và ông nói: tôi đã nói với ông rồi mà, tôi xin ông, tôi đến tôi xin ông là để cho tôi 3 ngày, để cho con cháu của tôi á, nó chuyển khỏi cái chỗ đó đi, thì ông mới đặt mộ bố của ông cơ mà. Nhưng ông không nghe tôi, đã không nghe tôi rồi, thấy con cháu của tôi ông còn gì, ông không tha cho nó, ông còn phóng hoảng đốt hết con cháu của tôi. Và cái thù này tôi thề là tôi gì, tôi thế theo và sẽ đòi ông phải gì, phải trả bằng gì, bằng mạng. Nói như vậy xong thì ông tỉnh ngủ. Trong giấc mơ mơ màng, ông thấy cái ông cụ hôm trước đến nói báo cho ông ạ, xin ông ạ, giận dữ và nói ông như thế. Rồi một thời gian sau ông sinh một đứa con trai rất khôi ngô, tuấn tú, kháu khỉnh, ai cũng yêu. Đấy, sinh đứa con trai ra trong nhà ai cũng yêu, ai cũng quý. Và đặc biệt là ông ta quý lắm, quý đứa con trai của mình lắm. Và cái đứa con đấy lớn lên học rất giỏi. Đến năm 18 đôi mươi nó đi thi, nó đỗ từ thi hương, thi hội cho đến thi đình. Đến thi đình là nó đỗ vào cái chức gì cao nhất, đó là thi đỗ trạng nguyên. Thi đỗ trạng nguyên. Khi nó đỗ trạng nguyên rồi á, nó gần vua. Nó được gần vua. Và khi nó làm cho đức vua tin tưởng nó đến lúc cực độ thì bắt đầu nó làm mất lòng vua, kiểu như là nó lập mưu, nó bày mưu kiểu nó muốn tạo phản. Nhưng thực tế nó không phải là nó tạo phản để nó lên làm vua. Mà nó tạo phản để là gì? Để nó mượn tay ông vua để giết chết cái dòng họ. Giết cả cái dòng họ đấy. Vì hơn 20 năm trước, chính ông bố của cái vị trạng nguyên đó giết cả cái ổ rắn. Và cái ông già mà tóc bạc thắt cái khăn đỏ kia chính là gì? Là ông của tất cả cái tổ rắn, ông tổ của rắn của cái vị rắn chúa ở trong cái động rắn đó, hang rắn đó. Thế sau khi nó báo án rồi thì nó nhập thai, nó làm sinh làm con trai của cái ông đặt mộ bố vào cái hang rắn đó, giết hết cái gia đình rắn, 800 con đó. Và chúng ta biết, khi mà nó lên trạng nguyên rồi, nó được gần vua rồi, thì khi đó vua tin tưởng nó rồi, thậm chí muốn gả công chúa cho nó. Nhưng mà khi vua tin tưởng như vậy thì nó lại lập mưu, nó tạo phản. Và nó cố tình nó làm cho cái bại lộ cái thông tin tạo phản của nó ra. Và vua ngay lập tức gì đem bắt và giết nó. Và nó khai ra là gì? Là cả dòng họ của nó là đều đồng tình cái quan điểm là gì? Muốn đưa nó lên làm vua. Ngay lập tức là vua liền ra lệnh là không chỉ giết một mình nó, mà ra lệnh là tru di cửu tộc. Tức là giết cả 9 họ đó. Các chúng ta biết là ngày xưa có tru di tam tộc này, tru di cửu tộc này. À, tru di tam tộc tức là tru di cái họ 3 đời, tru di cửu tộc tức là tru di cái họ 9 đời. Và chúng ta biết còn gì nữa, 9 đời thì còn gì nữa các quý vị. Tính từ 9 đời ra thì còn gì nữa, giết sạch, giết cả gốc. Mình gọi là giết đào cây, đào cả rễ rồi, chả còn gì nữa. Và tru di cửu tộc. Tính ra khi mà giết xong hết á, cả 9 họ của cái nhà ông mà
chôn mộ bố mà giết cả cái hang rắn kia đó. Tính ra khi mà nhà vua đem giết hết cả cửu tộc rồi, cả chín họ rồi, khi đó đếm ra chúng ta biết có bao nhiêu người không? Đúng 800 người. Đúng 800 người. Không dư một người nào, mà cũng không thiếu một gì, một người nào. Tương đương với 800 con rắn bị giết ở trong hang trên 20 năm trước vậy. Chúng ta thấy nhân quả báo ứng khủng khiếp chứ. Cái đấy ở trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao ngài nói là gì? Dẫn kinh Phật ngài nói đấy gọi là sinh vào để gì? Để báo oán. Nó sinh vào gia đình chúng ta để báo oán. Ngài Tịnh Không trong giảng giải Vô Lượng Thọ Đại Kinh Giải ngài cũng nói gì? Có bốn hạng, hạng người sinh vào gia đình chúng ta. Một là báo ân. Một là báo ân này, hai là báo oán này, ba là đòi nợ này, bốn là trả nợ. Đó. Thế nào là báo ân? Báo ân tức là nó sinh vào gia đình chúng ta, nó làm cho gì? Rạng danh dòng họ, làm cho bố mẹ nó nuôi dưỡng, cung phụng bố mẹ ông bà, chăm sóc bảo vệ anh em họ hàng, nó làm cho gia đình á quang minh sáng lạ, tiếng tăm lừng lẫy, đi đâu cũng có gì? Có người kính mến, khâm phục. Đó gọi là sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán. Giống như lúc nãy tôi kể cái chuyện mà cái câu chuyện kia đó, là ở thế gian chúng ta có không? Có rất nhiều. Sinh vào để báo oán. Cách đây mấy năm tôi đọc thấy một cái bài báo nói rằng có một cái đứa cháu nội khi bắt đầu nó sinh ra đời thì cũng là cái lúc mà mẹ nó chết. Nó vừa sinh ra đời xong một cái thì mẹ nó chết. Chết vì sao? Chết do sinh nó. Vì bác sĩ cấp cứu không kịp cho nên mẹ nó chết ngay sau khi nó vừa chào đời. Nó chào đời xong rồi thì mẹ nó chết. Hết chưa? Chưa hết. Bố nó vì là thương mẹ nó và thấy là sinh được một thằng con trai như vậy thôi thì mẹ nó không may xấu số qua đời nhưng đã sinh được thằng con trai rồi. Thôi mình chịu khó làm lũ để nuôi nó. Và bố nó đi chạy nghề xe ôm. Cho nên rất vất vả nhưng mà nghĩ rằng yêu vợ và thương con. Cho nên sẽ không đi bước nữa ở như vậy để nuôi đứa con này thành người. Lớn lên trưởng thành và dạy bảo nó thành người. Nhưng chúng ta biết không? Lớn lên, đến năm 3 tuổi đem con đi học mẫu giáo. Thì cái lúc con đi học mẫu giáo, đi đến trường, đưa nó đến trường, vừa đưa nó đến trường cho con xuống nhà một cái, cho con vào xuống nhà trẻ một cái, thì tự nhiên là một cái xe ô tô đi từ đâu đến, nó lao vào và chèn chết cái ông bố ngay ở trên đường, ngay cái trước cửa nhà trẻ, ngay trước đứa mặt đứa con trai 3 tuổi của mình. Đấy là thứ hai. Mẹ chết 3 năm trước khi mới sinh nó ra được lọt lòng được một tí thì mẹ chết. 3 năm sau đưa thằng con đi học, nó làm luôn bố nó chết. Và 17 năm sau, tức là bà nội của nó là người nuôi nó từ năm 3 năm, từ năm 3 tuổi sau khi mẹ nó mất, bố nó mất và bà nội nó nuôi nó tiếp theo 14 năm nữa, tức là đến năm nó 17 tuổi. Đến năm 17 tuổi thì chúng ta biết là nó lại không phải là một đứa trẻ như những đứa trẻ ngoan hiền khác. Nhưng người khác người ta sẽ, nó sẽ, đứa trẻ nó sẽ nghĩ rằng là nó kém phúc, nó sinh ra mẹ nó đã mất. Và 3 tuổi đưa nó đi học mà bố nó bị tai nạn ô tô mất. Ô tô đâm vào bố nó mà mất. Đáng nhẽ nó phải nghĩ để báo ân cha mẹ, báo hiếu cha mẹ để mà học hành làm một đứa con thật gì, thật tốt để sau này trưởng thành còn lo gì, hương khói cho cha mẹ nó. Và còn bà nó nữa, ở đó nuôi đó 14 năm trời, cho đến năm nó 17 tuổi. Bà nó thì mỗi năm một gì, lưng còng, mỗi lúc một tóc bạc nhiều hơn,
sức khỏe ngày cũng một gì, yếu hơn, thường ốm đau và bị cái bệnh là hen suyễn, cho nên cũng không đi làm gì được nữa. Ở nhà chỉ có mỗi cái ao rau muống, có cái xào có ao rau muống thì cứ thả ra đó, bà cứ hàng ngày đã cầm cùi đây, mỗi một ngày đi ra cắt khoảng độ 10-20 bó rau muống và đã bán, và đủ tiền cho hai bà cháu ăn và nuôi đứa cháu nội của mình học mà thôi. Không có. Nhưng mà thật không may là gì, nó sinh vào để nó gì, nó báo oán, sinh vào để nó chọn đòi nợ. Cho nên á, chúng ta thấy như vậy rồi, một đứa trẻ nó có học hành không? Không. Bắt đầu lên lớp 7, lớp 8 một cái là nó lêu lổng, nó chơi bời. Và nó đi đánh bia điện tử. Đi chơi bia điện tử đến thâu đêm suốt sáng. Một hôm á, khi nó về khoảng độ 9 giờ đêm, nó đi từ lúc sáng nó bảo đi học nhưng không phải đi học. Nó đi đánh bia điện tử cho đến 9 giờ đêm, nó hết tiền nó về. Nó giặt dẹo nó về. Về thì khi đó nó thấy bà nó đang ngủ. Và khi bà nó đang ngủ có cái nhẫn cưới. Bà đang ngủ, trên tay của bà nó có cái nhẫn cưới của ngày xưa, là ông nội nhà nó tặng cho bà nội nó khi mà gì, cái lễ cầu hôn. Ngày xưa cái nhẫn cưới ngày xưa các vị biết nó to đâu. Nó khoảng là chỉ 2 chỉ vàng thôi, nó không phải là nhiều. Đấy, bây giờ có thể người ta tặng cái nhẫn có cái hàng cây, hàng nhẫn kim cương, nhẫn này, nhẫn nọ. Nhưng ngày xưa gọi là cái nhẫn cưới gọi là có thôi. Chỉ vàng, 2 chỉ vàng, 5 chỉ là giàu lắm rồi. Đó. Cái bài báo nó nói là không có, nó không có nói là cái nhẫn mấy chỉ nói cái nhẫn cưới. Nhẫn cưới bằng vàng thật. Nhưng tôi nghĩ là cho chỉ 1-2 chỉ vàng cho đến 5 chỉ trở lại là cùng. Khi nó thấy cái bà nó đang ngủ say như vậy thì tự nhiên nó mới nhìn thấy, hôm đấy nó mới nhìn thấy cái nhẫn của bà nó đang đeo ở trên tay. Và nó vào thì nó tưởng bà nó đang ngủ và nó vào nó tuốt cái nhẫn. Khi nó tuốt gần được cái nhẫn rồi thì bà nó tỉnh ngủ và bà nó hỏi nó, ơ, cái cháu làm cái gì đấy? Thế nó mới giằng co, nó bảo, thôi bà già rồi thì bà dùng cái nhẫn làm gì, bà cho cháu. Thế bà nó bảo, không, cái này trước sau bà cũng cho cháu, nhưng bây giờ thì bà chưa cho được. Đây là cái kỷ vật của ông nội con. Và bà dành cái này để bao giờ gì, cho cháu lớn, cháu lấy vợ thì bà sẽ đích thân trao cái kỷ vật này lại cho gì, cho cháu dâu của bà. Và nó bảo, không, bà phải đưa cho cháu luôn. Thế bà bảo, bà nhất định, bà bảo có chết tao không cho. Thế hỏi lấy là cái gì, nó không nói. Thế bà bảo, có chết tao không cho, bao giờ mày lấy vợ thì gì? Thì bà mới cho cháu dâu của bà để làm kỷ niệm của hồi môn. Bà chỉ có thế thôi. Thế giằng co thế thì bắt đầu thì không được, với nó giằng co bắt đầu nó mới giằng không được. Các vị biết thế nào? Nó vào trong bếp, nó lấy ra con dao và nó đâm bà cụ ấy mấy nhát và chết luôn tại chỗ. Và nó đâm bà cụ xong một cái, nó đem vứt con dao, nó rửa tay rửa máu, nó cầm cái nhẫn đi, nó bán và nó đi tiếp tục nó chơi điện tử. Ngay buổi trưa ngày hôm sau, công an đến bắt thì nó vẫn còn đang chơi điện tử, trong khi đó bà nó nằm chết ở nhà. Công an đến khám nghiệm tử thi với người dân làng đến kín ở nhà, nhưng nó thì vẫn chơi ở điện tử ở gì, ở xã bên cạnh, coi như không biết gì. Chúng ta thấy đấy gọi là sinh vào để gì, để báo án, sinh vào để trả nợ đấy, sinh vào để đòi nợ đấy, xin lỗi, sinh vào để đòi nợ đó. Nhân quả nó có hết các quý vị. Chúng ta không nhìn thấy nó, cho nên chúng ta trong kinh Đức Phật nói là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Chúng ta chỉ thấy cái quả khổ ở cuộc đời này mà chúng ta gì? Chúng ta sợ và chúng ta nghĩ tại sao tôi ăn hiền ở lành mà tôi khổ thế. Nhiều Phật tử ngay trong đạo tràng này thôi đến toàn kêu với chúng tôi là bạch thầy, tại sao con khổ thế? Con có làm gì ác đâu. Và vừa nói vừa khóc tu tu ra, con có làm gì ác đâu mà con khổ thế. Cái đứa con của con hay thằng cháu của con nó vô nghịch bất đạo lắm, thế này thế khác, vân vân và vân vân. Nhưng xin thưa các quý vị, nhân quả nó không chỉ một đời, mà nó nhiều đời nhiều kiếp, nó tích tụ lại. Một khi nào đó, một lúc nào đó cho ra kém phước thì bắt đầu nó mới gì, nó nhảy bổ vào, nó gì, nó đòi nợ chúng ta đó. Chúng ta thấy ở trên thế giới có rất nhiều những người trường hợp như vậy, đúng không? Có những trường hợp khi còn đương kim ở
là tổng thống, là thủ tướng, sát người vô số, tức là giết hại người, giết hại đồng bào dân tộc nhân dân của mình, đất nước mình á, một cách là không cần xét xử, không cần xét xử. Nhưng mà khi cái vị đó nghỉ cái chức danh tổng thống hay thủ tướng một cái, đến cái đời tổng thống hay thủ tướng sau họ lên một cái, họ liền truy tố lại và họ đưa ra tòa và bị xử vào cái tội gì? Diệt chủng, và bắt đi tù và cũng xử như ai thôi. Nhưng khi ông đang là đương kim tổng thống, có ai bắt ông không? Không, vì những người giúp việc đều là chân tay của ông. Bộ phận an ninh, bộ phận tòa án vân vân đều là những thân tín của ông đưa lên làm việc cho ông ấy, cho nên không ai làm gì. Nhưng khi ông ấy hết thời một cái, tức là ông không được ngồi ghế tổng thống nữa, ghế thủ tướng nữa, không đứng đầu, không lãnh đạo quốc gia được nữa, người khác họ lên, họ thấy bất bình, họ đem khơi lại cái vụ án đó cho công an với lại tòa án vào cuộc họ điều tra, thì thấy rằng thì phạm tội diệt chủng. Chúng ta thấy là rất nhiều những quốc gia như vậy có những trường hợp tổng thống phải đi tù, thậm chí tổng thống phải gì ạ, phải bị xử bắn vì cái tội diệt chủng. Thậm chí chết đi rồi họ vẫn còn gì, còn lật lại vụ án và còn khép vào cái tội diệt chủng. Họ đem mồ, đem đào cái mồ lên và họ đem vào trôi sông. Chúng ta thấy khi còn phúc thì làm chủ một đất nước, khi mà phúc kém đi rồi, vơi đi rồi, thậm chí là hết rồi, thì chúng ta thấy cái khổ cực nó hiện báo ra không có xa. Cho nên các Phật tử mà ai chúng ta khổ quá như thế thì phải an nhẫn đi. An nhẫn làm sao? An nhẫn để mà tụng kinh niệm Phật, hãy nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để mà trả cái nợ oan gia trái chủ đời trước kiếp trước của mình đi. Đừng có kêu với Phật ơi làm sao con khổ thế, trời ơi làm sao con khổ thế, thầy ơi làm sao con khổ thế. Con ăn hiền ở lành đời này, kiếp này con chưa làm ác mà. Tôi hỏi cụ ăn chay hay ăn gì? Ăn chay từ khi sinh ra cho đến bây giờ, bảo không, con vẫn ăn bình thường. Đấy. Vậy ác hay là thiện? Khi mà cụ vẫn ăn thịt uống huyết chúng sinh, ác hay là thiện? Thế bảo nhưng mà con có giết đâu. Bảo con không giết. Ờ thì vẫn được, thầy cho là con không giết. Con không giết, nhưng mà cái nghiệp sát ở trong con vẫn gì? Chưa dừng. Con vẫn thích là gì? Ăn thịt uống máu của chúng sinh. Như vậy là nghiệp sát trong con chưa dừng. Mà nghiệp sát trong con chưa dừng á, thì biển khổ của con chưa cạn. Chúng ta nhớ rõ cho thầy câu đó. Nghiệp sát chưa dừng thì biển khổ vẫn chưa vơi, chưa cạn đâu. Bao giờ mà cái nghiệp sát của chúng ta không còn tự tay không quản sát sinh, tâm ý không còn thích việc sát sinh, và miệng của chúng ta không thích ăn thịt uống huyết chúng sinh nữa, thì đó mới là nghiệp sát dừng. Nghiệp sát dừng thì cái biển sinh tử, biển khổ ở thế gian này á, mới dần dần vơi đi và mới hết đi các quý vị đó. Cho nên ở đây, qua đây thì chúng tôi cũng nói rộng ra thêm như vậy để chúng ta thấy được rằng có khổ đau một chút thì đừng có kêu rời trách Phật tại sao không công bằng. Nhà hàng xóm của tôi á, nhà hàng xóm của con á, nó ác thế tại sao nó vẫn sung sướng, còn con thiện thế này tại sao con khổ. Chúng ta nên học nhân quả, tin sâu nhân quả và nên nghiên cứu về nhân quả để hiểu được nhân quả. Đức Phật nói ba đời quá khứ, vô lượng đời quá khứ về trước đều kết về một đời, đó là đời quá khứ. Và đời hiện tại là thứ hai, còn nữa sau đó là đời tương lai là thứ ba. Đó là nhân quả ba đời, đời quá khứ vô lượng về trước, đời hiện tại là chúng ta đang sống, và đời vị lai là kiếp sau, cho đến lâu dài về sau, đời đời kiếp kiếp về sau của chúng ta. Đó. Chúng ta phải hiểu rõ được cái quy luật vận hành của nhân quả ba đời như vậy, chúng ta mới không than thân trách phận, không oán trời, không trách đất. Chúng ta biết ngày xưa, ở thế kỷ thứ hai sau công nguyên, có một vị thái tử nước An Tức, đó là ngài An Thế Cao Pháp Sư. Thiền sư Pháp Pháp sư An Thế Cao là một vị thái tử nước An Tức và xuất gia, được gọi là bậc cao tăng đắc đạo. Sau khi đắc đạo, ngài dùng bằng
thiên nhãn thần thông dùng bằng túc mệnh thông của mình, biết được đời trước của mình, vốn là gì, là một vị đại tướng quân tham gia chiến trường giết rất nhiều người, và ngài cũng đã trả nợ rất nhiều mạng rồi, nhưng bây giờ duy nhất là còn nợ hai mạng nữa. Ngài còn nợ hai mạng, tức là kiếp trước ngài giết hai người, giết nhiều người mà trả hết rồi, bây giờ còn hai mạng duy nhất phải trả trước khi nhập Niết Bàn, trước khi thành Bồ Tát thành Phật đó, chứng đắc được sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả rồi tam quả A La Hàm, rồi ngài thấy được đời trước của mình còn giết hại, còn nợ hai mạng, bắt đầu mà hai cái mạng đó này nó không ở nước An Tức, tức là không ở Ấn Độ nữa, An Tức nó thuộc về Ấn Độ ngày nay, ngày xưa gọi là một nước nhỏ, nước An Tức. Thì bắt đầu hai ngài thấy là hai cái vị mà ngài nợ đó vẫn còn đang cái gì, nó lại ở bên Trung Quốc cơ, ở bên Trung Hoa cơ. Cho nên á, ngài mới quyết định là đi sang gì, sang Trung Hoa để truyền đạo, và đồng thời cũng là để trả nợ. Và ngài đi sang Trung Hoa, các vị biết không? Đi sang Trung Hoa, ngài đến một nơi, đến một cái làng để truyền đạo, thì thấy một cái anh thanh niên. Cái anh thanh niên vừa nhìn thấy ngài một cái, bắt đầu nó sấn sổ, nó vác dao, nó chửi. Và nó bảo rằng á, mấy hôm trước mày mới đến, mày ai gì, mày ăn trộm gà trộm của nhà tao đúng không? Nhưng các vị biết là sư ai đi ăn trộm gà ăn trộm của nhà nó. Nhưng mà vì cái nghiệp đời trước cho nên nó nhìn thấy giống như thế. Vì vậy nó vác dao ra đó, bảo là mấy hôm trước mày đến thì nhà tao đi vắng, mày đến mày ăn trộm của nhà tao. Nhưng mà ngài An Thế Cao biết đây là gì, đây chính là cái người đời trước mình nợ nó, cho nên không nói không năng gì, và cứ thế là chắp tay là niệm Phật. Và cái gã thanh niên kia nó nói rằng á, ông còn giả thánh giả thần ở đây à? Ăn trộm của nhà tôi mà còn giả thánh giả thần, rồi lại còn niệm Phật lâm dâm niệm Phật, nó giả vờ từ bi hay sao? Rồi nó vác dao nó chém mấy nhát và ngài chết luôn. Sau khi chết, hết chưa? Chưa hết. Vì ngài là một bậc cao tăng đắc đạo cho nên á, cái thần thức của ngài á, ngay lập tức lại quay trở lại nước An Tức và đầu thai tiếp theo, một kiếp tiếp theo lại tiếp tục là thái tử nước An Tức. Và khi đầu thai xong, lớn lên đến năm 15, 16 tuổi, ngài thấy là gì? Ngài tiếp tục xuất gia. Và xuất gia rồi, ngài thấy là ngài vẫn còn nợ một mạng nữa ở Trung Quốc. Và bây giờ ngài tiếp tục, ngài đi sang, xuất gia được mấy năm, ngài tiếp tục sang Trung Quốc để truyền đạo. Thì sang Trung Quốc lần này, ngài trở thành một cái vị cao tăng lỗi lạc, truyền bá Phật Pháp ở Trung Quốc. Mà trong cái lần này thì ngài độ được một vị đệ tử rất là nổi tiếng, đó là Pháp Sư Đạo An. Pháp Sư Đạo An là đệ tử, một vị đại đệ tử của ngài. Và ngài Đạo An Pháp Sư là một vị Pháp Sư nổi tiếng của Trung Quốc ở thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên, truyền bá Phật giáo. Mà Pháp Sư Đạo An chúng ta biết sau này có một vị đệ tử rất là nổi tiếng, đặc biệt với Phật giáo Tịnh Độ Tông ở Trung Quốc nói riêng và trên toàn thế giới nói chung, đó chính là ngài gì ạ? Ngài Tuệ Viễn Đại Sư. Ngài Huệ Viễn là sơ tổ Tịnh Độ Tông Trung Hoa đó, người thành lập ra Tịnh Độ Tông ở trong núi Lư Sơn đó. À, mà sau này á, thành lập lên gọi là, chúng ta thấy là Phật giáo. Ngày xưa thì chưa có Tịnh Độ Tông đâu, sang thế kỷ thứ 3 thì mới có Tịnh Độ Tông do ngài Tuệ Viễn Đại Sư thành lập lên. Và Tuệ Viễn Đại Sư là đệ tử của ngài An Thế Cao. Là đệ tử của ngài Đạo An Pháp Sư. Và Đạo An Pháp Sư thì là đệ tử của ngài An Thế Cao. Và ngài An Thế Cao thân thứ nhất đi sang bị một cái anh thanh niên ở trong làng nó chém chết. Thân thứ hai đi truyền bá, khi mà đồ đệ tử được viên mãn rồi, bắt đầu ngài mới tìm đến chính cái ông mà ngày xưa chém mình á. Thì năm đó ông đã hơn 80 tuổi rồi. Bởi vì trải qua ngày chém xong á, khi chém là thanh niên mà, thì ngài lại đầu thai trở lại nước An Tức và lớn lên lại xuất gia và đi sang Trung Quốc truyền đạo ít nhất là khoảng 40 năm sau. Hơn 40 năm sau thì khi đó cái ông chém mình cái ngày trước á, đã hơn 80 rồi. Nhưng mà sức khỏe vẫn còn khá. Và lúc đó Pháp Sư An Thế Cao đi đến tìm đến cái ông chém mình mấy chục năm trước á,
và nói rằng nợ của tôi với ông ở nhiều đời nhiều kiếp trước tôi đã giả ông vừa qua một mạng là hết, nhưng mà tôi thấy tôi còn nợ gì một mạng nữa, và cái người đó ở cách xa đây hàng trăm cây số, tức là rất xa, hàng trăm cây số, nhưng mà thôi thì tôi muốn ông đi theo tôi một chuyến để làm chứng cho cái việc trả nợ mạng của tôi, và đến đó thì xin ông là đừng nói gì. Và đến đó, đến cái khu chợ đó, Ngài An Thế Cao nói trước tôi đến đó, đến khu chợ đó thì tự nhiên là gặp một cái anh say rượu, nó đang vác dao đi ở trên chợ vào, nó nhìn thấy tôi, nó nhảy bổ vào, nó chém tôi. Thì đấy gọi là tôi trả nợ mạng, đấy là mạng cuối cùng. Và đây là kiếp cuối cùng của tôi thì sinh tử tử sinh trả cái gì? Cái nợ mạng ở thế gian này, và tôi sẽ nhập Niết Bàn. Và cái ông cụ già kia, hơn 80 năm kia, hơn 80 tuổi kia, lúc đó nghe nói như vậy thì biết rõ là câu chuyện trước đây mình giết một vị hòa thượng, một vị pháp sư, do nóng tính quá mình giết, nhưng mà không phải là do nóng tính quá mình giết, mà do cái nghiệp, do cái thù hận cá nhân ở đời trước kiếp trước nợ nhau vậy. Cho nên sau khi giết xong cái vị đó, cái vị hòa thượng đó, thì cái anh chàng thanh niên kia cũng tỉnh ngộ và ăn năn sám hối, cũng quy Tam Bảo và tụng kinh niệm Phật, trở thành một Phật tử tại gia. Sau này nghe vị pháp sư Ngài An Thế Cao nói như vậy thì tin quá rồi, và đi theo, đi đến hơn 100 cây số đến cái vùng đất đó, thì quả nhiên đến cái chợ thì thấy một cái thằng say rượu nó đang múa dao quay cuồng, nó đang gì, nó đang chửi bới loạn xạ trong chợ ấy. Thế Ngài An Thế Cao đi đến và niệm Phật, đi đến thẳng đến niệm Phật, bắt đầu nó nhìn thấy Ngài An Thế Cao một cái, nó bảo ô ông đi đến đây là nộp mạng cho tôi à. Thế Ngài An Thế Cao bảo đúng thế, ta đến đây để trả nợ, trả mạng cho ông. Kiếp trước ta nợ ông một mạng, kiếp này ta đến đây để trả mạng cho ông. Nghe nói như vậy xong thì liền nó vào, nó gì, nó chém một nhát, đứt lìa cổ người ai An Thế Cao ra, và ngay lập tức thì Ngài chết cái thân đó, và thần thức thì nhập Niết Bàn, thân thể thì trả nợ thân cuối cùng các quý vị. Đến khi đó cái vị già hơn 80 tuổi đi theo kia mới nhìn thấy, biết được cái câu chuyện mà Ngài nói từ với mình mấy hôm trước, nghe lại cái, nhớ lại cái câu chuyện hơn 50 năm trước mình giết một vị thiền sư người gốc Ấn có tên là An Thế Cao, thì bây giờ Ngài lại đích thân ông ấy chứng kiến lại câu chuyện mà Ngài An Thế Cao tái sinh lần thứ hai, nói như vậy tin quá. Và câu chuyện đó được ghi ở trong gì, Cao Tăng Dị Truyện, sách Cao Tăng Dị Truyện. Chúng ta thấy không phải là cuộc sống này không phải là chỉ có một đời một kiếp đâu các quý vị ạ. Cho nên nếu mà chúng ta có khổ ở đời này thì ráng mà chịu, nhẫn để mà tu, an nhẫn để mà tu, tu tâm dưỡng tính, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường. Trong kinh Đức Phật nói vì sao đời này chúng ta lam lũ, chịu thương chịu khó vẫn nghèo, vì đời trước chúng ta bo keo kiệt, bủn xỉn, không biết bố thí, không biết cúng dường vậy. Bo keo kiệt bủn xỉn. Nhưng trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là đến cha mẹ, vợ con, tiền của đầy nhà, nhưng mà giữ gìn còn không dám gì cung phụng cho cha mẹ ăn một miếng ngon, không cho vợ con ăn gì được một bữa tốt. Trường hợp như thế nó gọi là gì? Bo gọi là keo kiệt, gọi là bốn xín. Thì đời sau kiếp sau, nhẫn đến nhiều đời nhiều kiếp về sau, sinh ra là những kẻ bần cùng ti tiện, nghèo cùng khốn khổ đó, vì bo keo kiệt. Còn Đức Phật nói vì sao mà đời này kiếp này họ giàu sang phú quý, vì họ biết bố thí, họ biết cúng dường những bậc gì, trưởng thượng, những bậc có công đức và trí tuệ vậy. Chúng ta biết là vì sao mà Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, là vua của quái trời thứ hai, là quái trời Đau Lợi đó. Vì sao mà ông được làm vua quái trời? Vì thời mạt pháp của Đức Phật Ca Diếp sắp hết, một cô gái
trong một chuyến đi chơi ở nơi vùng núi, nơi vùng gọi là xa trung tâm đô thị, thấy một ngôi chùa đổ nát, nhân dân thì khổ cực. Cho nên đó, cô gái đó về rủ 32 người bạn của mình nữa để cùng nhau chung tiền để khôi phục xây dựng lại cái ngôi chùa đó, và thỉnh sư về để hoằng pháp tại dân làng đó, rồi cung cấp đồ ăn thức uống để cho vị sư tăng đó ở đó để gì? Ổn định cuộc sống, để tu tập, để hành đạo, hoằng pháp lợi sinh, truyền bá Phật pháp ở nhân dân khu vực đó. Do cái công đức đó cho nên sau khi chết đi, cả 33 cô gái bạn thân chơi với nhau đều được sinh lên trên cung trời thứ hai và làm vua ở quái trời đó, tức là vua quái trời Đao Lợi. Vua quái trời Đao Lợi chúng ta biết là có 33 vị vua nhé, nhưng cái vị vua thống lĩnh ở trung tâm nhất, tức là có 33 quái, 33 nước nhỏ. Trên quái trời Đao Lợi thì có 33 nước nhỏ, giống như ở trái đất của chúng ta thì chỉ có hơn 100 quốc gia. Thì quốc gia nào là mạnh nhất? Hiện nay thì Mỹ là mạnh nhất, mạnh cả về chính trị, mạnh cả về gì? Kinh tế. Nói chung mọi mặt họ đều là gì? Vượt trội hơn cả, họ thống lĩnh thế giới. Thì ở trên cung trời Đao Lợi cũng vậy, có 33 nước nhỏ. Thì cái nước ở trung tâm đó rộng lớn nhất, to đẹp nhất. Ở trong trung tâm đó có một cái thành gọi là Hỷ Kiến Thành. Mà trong cái thành đó thì có một cái ngôi nhà rộng lớn chứa được không biết vô số người ở trên đó. Đó gọi là Diệu Pháp Đường. Nơi mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, thường là gì? Thỉnh Phật Bồ Tát đến để thuyết pháp độ sinh. Và cũng chính là ông cũng là người giảng về đạo đức luân thường, đạo lý cho chúng chư thiên ở trên quái trời đó vân tập để nghe pháp. Cái nơi đó gọi là Diệu Pháp Đường. Và bộ kinh Địa Tạng này cũng được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết ở tại trên Diệu Pháp Đường của cung trời Đao Lợi của vua Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca đó, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Đó, vì sao mà có cái nhân ông được làm vua ở quái trời? Vì nhân đời trước thấy ngôi chùa đổ nát, tượng Phật long lở mục nát, cho nên cô về gọi 32 người bạn của mình cùng nhau chung tiền chung sức để xây dựng lại ngôi chùa, khôi phục lại ngôi chùa, tô tượng, đúc chuông và thỉnh chư tăng để hoằng pháp lợi sinh. Do công đức đó cho nên đời sau được sinh lên trời làm vua của quái trời thứ hai. 32 người bạn mình cùng làm việc đức đó, việc phúc đó, cho nên cùng được sinh lên trời và cùng được làm vua của 32 nước trời nhỏ chung quanh quái nước lớn nhất là quái trung tâm của quái trời Đao Lợi, nơi mà Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự đó. Chúng ta thấy đó, biết bố thí, biết cúng dường, biết tu phúc tích thiện thì cái quả báo ở đời sau như trong kinh Đức Phật nói rõ ràng không có sai. Và các quý vị biết rồi, nó rất thực tế. Ví dụ như là hơn 20 năm trước, khi tôi chưa tu hơn 20 năm trước, tôi rất nghèo, tôi rất khổ. Các quý vị biết là cuộc sống của tôi ngày xưa, các vị biết tôi mơ thế nào? Cái điều mơ ước lớn lao của tôi ngày đó, bây giờ nó gọi là cái điều mơ hão huyền của trẻ con thôi. Trẻ con bây giờ đấy gọi là mơ hão huyền. Nhưng mà ngày xưa cái tuổi trẻ của chúng tôi á, thì một cái điều ước là gì các vị biết không? Tất cả những đứa trẻ chăn trâu buổi chiều lại, sau khi trâu nó ăn no á, bắt đầu là cho trâu xuống sông tắm và bọn trẻ cũng cùng xuống tắm, trong đó có tôi. Tắm xong lên một cái thì thường nằm ở giữa bãi cỏ mây, mặt trời bắt đầu xuống núi rồi, mát mát rồi, nằm giữa đứa đám cỏ mây ngửa mặt lên trời và ước với nhau, nói với nhau rằng mày ước cái gì. Có đứa thì ước là gì? Ước cho mẹ tao được mạnh khỏe. Có đứa thì ước là gì? Sau này tao không phải khổ như thế này nữa. Nhưng các vị biết tôi ước thế nào? Tôi ước là làm sao á, bây giờ được một cái rổ cơm. Một cái rổ cơm gọi là, ngày xưa gọi là, trong quê tôi gọi là cái mủng. Quê tôi gọi là cái mủng cơm. Mình gọi cái giá để đáy gạo đó. Mình gọi giá để đáy gạo. Và tôi chỉ ước là gì? Ước gì á, có một cái giá cơm như vậy, cơm trắng và trộn muối trắng, trong muối đó có một tí mì chính,
muối trắng trộn tí mì chính và trộn vào một mùng cơm đấy mà ăn thôi. Cuộc đời của tôi chỉ ước như thế thôi. Vì sao mà ước như thế? Vì từ khi sinh ra gần như chưa bao giờ được ăn một bữa cơm trắng no cả, mà toàn phải ăn cơm gì ạ? Cơm độn sắn. Cơm độn ngô là ngon đấy các quý vị. Cơm độn ngô là ngon, mà phải ăn cơm độn sắn. Nhưng cơm độn sắn có được ăn no không? Cũng không. Vì chị gái và mẹ ở dưới bao giờ cũng ngồi đầu nồi và làm cái trách nhiệm là chia cơm cho gì? Cho các con. Bố á, sức khỏe nhiều hơn thì được ăn 3 bát. Chị á, phải đi làm thì được ăn gì? Được ăn 2 bát đầy. Còn các em á, không đi làm thì được gì? Được ăn 2 bát vơi. Sới 2 bát cơm, nhưng mà phân theo người đi làm việc á, thì sới đầy. Còn người á, không đi làm việc á, thì sới vơi. Còn trẻ con á, thì sới rất là lưng thôi. Nó vẫn được 2 bát. Hai đứa em gái của tôi nó còn bé, vẫn được 2 bát. Nhưng mà mỗi một bát nó chỉ khoảng mấy thìa cơm thôi. Không chỉ một mình nhà tôi mà có rất nhiều nhà trong làng cũng như thế. Và đặc biệt là năm 81 cho đến năm 90, trong quê tôi hạn hán, mấy năm trời đói kém khổ cực lắm. Có thể là gì? Đấy là cái nhân để cho gì? Cho tôi được xuất gia đấy. Vì nó đói kém khổ cực như vậy cho nên gì? Cái khó bó cái khôn. Ông cụ bà cụ ngày tôi ngày xưa mới bắt đầu lục đục với nhau. Bắt đầu là cái khó bắt đầu nó lục đục với nhau từ năm 87 rồi. Năm 87 là năm đó tôi đã 12 tuổi. Ông bà cụ lục đục với nhau vì cái khó bó cái khôn. Cho nên á, lục đục với nhau như vậy đến năm 89 đến năm 90. 3 năm trời thì do cái khó bó khôn ông cụ lục đục với nhau và chia tay nhau. Chia tay nhau thì ly thân được 3 năm. Thì bà cụ không chịu, bảo là gì? Phải đi ra tòa. Cho nên bà cụ đâm đơn ra tòa. Ra tòa. Ra tòa rồi thì bắt đầu khi đó thì càng ra tòa mà cái thì ông cụ lúc đó là gì? Ông càng chán đời hơn. Ông lại thêm vào rượu chè bê tha. Và ông ấy, ngày xưa thì ông quý tôi lắm. Lúc nào cũng thằng con trai rượu của bố. Nhưng mà khi mà ông bà thực sự bỏ nhau một cái thì lúc đó ông mới gì? Ông mới càng rượu chè bê tha hơn. Thế lúc đó thì con trai rượu của bố cũng gì? Cũng trở thành đổ bỏ đi. Và ông, các vị biết rằng tôi phải đi làm từ năm 13, 14 tuổi. 13, 14 tuổi tôi đã phải thay bố, thay mẹ để làm trụ cột trong gia đình để đi làm để nuôi các em rồi. Lúc thì ở bãi vàng, lúc thì đi lên rừng và kiếm củi. Mà kiếm củi các biết, vì biết ngày đó tôi cũng mới có 13, 14 tuổi. Người ta gính cái gính củi của người ta thì người ta bán, người ta đong được 2 cân gạo. Còn cái gính củi của tôi á, thì chỉ đong được có 5 lạng gạo thôi. Vì sao? Sức khỏe chưa đủ để gính một gính củi to xuống chợ để bán. Đấy, do cái nhân nó khổ cực như vậy cho nên á, mơ là gì? Chỉ mơ là được một cái giá cơm trắng trộn với muối trắng và có tí mì chính cho vào đó thôi và ăn thôi. Cuộc đời như vậy là gì? Mơ mộng như thế là. Nhưng mà giấc mơ đó ngày đó không bao giờ thành hiện thực. Chỉ mơ thôi các quý vị. Và cũng rất nhiều đứa trẻ cũng tương tự hoàn cảnh như mình, cũng mơ như vậy nhưng cũng không được. Vì sao mà mình như thế? Vì ngày đó mình chưa biết tu. Và chưa tu được cái gì? Chưa biết thế Phật Pháp, chưa tu. Nhưng do nhờ cái nhân khổ như vậy, khổ như vậy các quý vị, cho nên cái tôi nhớ là cái năm tôi 12 bước lên 13 tuổi, bọn trẻ con trong làng ấy, nó cứ trêu. Nó trêu, nó ghép tôi với một cái cô bé cùng tuổi, cùng sinh năm, cùng tuổi với nhau, cùng bạn học với nhau. Nhưng năm đó 13 tuổi, mình thì không có điều kiện để bỏ học. Từ năm lớp 4 rồi. Học 6 năm mà do gì? Do dốt quá, lười quá không chịu học. Mãi chơi không chịu học, chỉ đi thích đi chăn trâu chăn bò thôi. Cho nên 6 năm mới lên được có 4 lớp. Như thế là năm lên lớp 4, lần thứ 2 là cô giáo, thầy cô giáo, hiệu trưởng còn phải xét đi xét lại mới lên được. Đó. Có nghĩa là dốt toàn tập. Từ tập 1 đến tập đó vẫn là dốt, đúng không? Từ tập 1 đến tập đó vẫn là dốt. Nhưng mà cũng nhờ cái nhân đó, cái nhân khổ cực như vậy, cho nên cái năm đến năm 14, 15 tuổi, thì khi ông cụ ông quá đáng quá, không thể chịu được nữa. Và tôi nghĩ là gì? Tôi đi lang thang Bạt Kỳ Hồ để kiếm sống. Và tôi nghĩ là tôi đi bụi đời. Đấy, lúc đó tôi nghĩ là tôi đi bụi đời.
mình sống hết tâm hết sức với gì, với bố và với các em như vậy mà bố mình không hiểu. Những đứa trẻ cùng lứa tuổi thì không có đứa nào nó khổ như mình, nó phải đi kiếm thay mặt gia đình để đi kiếm sống, nó cũng khổ, nhưng mà nó không đến nỗi là phải thay mặt bố mẹ để kiếm sống để nuôi các em như mình. Mình làm như vậy rồi mà ông cụ vẫn ông không thương, không hiểu, và mỗi khi rượu vào ông thì ông lại đánh mình, ông lại chửi mình, ông đuổi mình, ông mắng những câu thậm tệ, vân vân. Và nghĩ là uất quá cho nên nghĩ là thôi chỉ có cách là đi bụi đời thôi. Và lúc đó cũng hận mẹ, bảo là gì? Do mẹ mà mình phải khổ thế này. Nếu mẹ mà ở nhà thì chắc chắn bố sẽ không đến nỗi như thế, không khổ. Cho nên lúc đó lại hận mẹ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì lại nghĩ thôi, dù sao bà cũng sinh ra mình. À, xin lỗi các cụ, về tôi phải nói thật như thế. Nghĩ là lúc đó tự nhiên mình lại nghĩ một cái niềm tin le lói ở trong tâm, nghĩ dù sao bà cũng sinh ra mình. Cho nên thôi bây giờ có đi bụi đời cũng xuống chào bà một lần. Chào bà một lần cuối cùng sau đi bụi đời. Sao mình cũng nghĩ là bà sướng lắm. Sau khi mà bỏ ba bố con ở lại trên quê nội, bà về quê ngoại, bà với anh trai ở quê ngoại, bà sướng lắm. Cho nên bà sướng quá, bà quên mất gì. Ba đứa con ở với bố ở trên này rồi. Cho nên bà cũng chẳng hỏi thăm mà cũng chẳng cung cấp cái gì cả. Thế mình nghĩ là thôi, bà ấy quên mình rồi thì mình chả cần. Nhưng mà thôi dù sao, bà sinh ra mình xuống để chào bà lần cuối cùng trước khi ra đi bụi đời. Chả còn cái chỗ nào để đi nữa. Thế bây giờ tôi xuống, xuống thì các vị biết không? Xuống thì hoàn toàn trái ngược. Mẹ mình xuống dưới quê ngoại cũng có cái gì đâu. Ở một cái túp lều tranh bé bé, hai ông bác cả và bác hai, với lại các anh các chị ở dưới quê ngoại á, làm cho một cái chòi lá con lợp danh. Và cái vách á, thì lấy mấy cái, lấy cái đất trộn với cái phân trâu á, cái đất bùn nó trộn với phân trâu, chét chét nó lên á, mưa thì nó vạt vào thì nó đã rơi, nó đã chảy mất hết cái đất đi rồi á, trời mưa trời gió thì phải căng thêm cái mấy cái bao tải ra. Thì mình mới thấy rằng, mình mới nghĩ trong bụng, ơ, 2-3 năm qua mình cứ tưởng là mẹ mình ấy, sướng, mẹ mình bỏ mình về quê ngoại rồi sống sung sướng quên hết mình, mà không ngờ là mẹ mình cũng khổ như thế. Đất thì không có, phải đi ở nhờ. Ông bác hai ông cho ở nhờ một cái góc vườn nhỏ nhỏ, ông cho ở nhờ. Và lúc đầu thì ông nói rằng thôi thì mẹ con nhà mày về đây thì không có gì, thôi tao cho một cái đất đấy, cho tí cái đất làm đủ cái nhà thôi, chứ không cho vườn đâu. Cái nhà nó khoảng độ tầm 30 mét vuông, mặc dù đất ông rất rộng, đất phải đến 2000 mét vuông, nhưng ông không cho, ông chỉ cho duy nhất một cái nhà 30 mét vuông, có chỗ đi ra đi vào thôi. Vì anh của thầy lúc đó là bị bệnh, mẹ thì bảo là thôi thân đàn bà đi lấy chồng rồi không sống được thì thôi về thì cho như thế, không cho đất, chỉ cho một tí làm nhà đó, hứa là cho. Nhưng mà khi mà tôi đi xuống chào bà cụ để mình đi giang hồ lang bạt kỳ hồ đó, xuống thấy như vậy mình thấy khổ quá, mình nghĩ là vậy thì mình không thể thế được. Và khi đó gặp mẹ con gặp nhau thì mới mừng mừng tủi tủi với kể hết ra mọi cái việc, thì mình mới thấy rằng cuộc đời đấy nó không phải là như một giấc mơ chúng ta thường mơ nó tốt đẹp đâu. Nó rất nhiều những cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Mà suy nghĩ thật thấu đáo thì mới giải quyết được. Và may rằng mình cũng bình tâm mà suy nghĩ lại và ở lại với bà cụ. Khi ở lại đó và không đi giang hồ nữa, ở lại đó, thì cái ông bác cả bác hai ấy, ông bác hai ông ra ông nói rằng ấy, đất là ngày xưa tao cho mẹ mày mượn chứ tao không cho mày. Bây giờ ngày xưa có hai mẹ con thì tao cho. Anh mày bị bệnh chết lúc nào thì không biết thì tao cho. Nhưng bây giờ thì có mày xuống nữa thì hai đứa con trai thì không cho nữa. Mẹ con nhà mày đi đâu mà ở thì ở. Chúng ta thấy lúc đó lại đi vào cái bãi tha ma. À. Thế tôi nói với bà cụ tôi rằng thôi mẹ, nếu các bác không cho thì thôi, chúng con bây giờ sức dài vai rộng, mẹ cứ yên tâm, mẹ cứ đi chợ đi. Mỗi một tháng mẹ chỉ cần đem để được cho hai đứa con chúng con ở nhà một yến gạo là đủ rồi, còn mọi cái con lo. Và tôi đi vào cái bãi tha ma, cái nhà chúng tôi đang ở bây giờ, bà cụ đang ở bây giờ đó, là chính tay tôi là ban ngày thì tôi đi đào đáy vàng, còn buổi chiều tối tôi đi vào tôi san, tôi lấp cái hố tha ma, họ bốc hết mộ đi á. Họ bốc hết mộ đi rồi á, thì còn lại cái hố tha ma, đấy là cái bãi tha ma, họ chôn là hung táng, không có ai ở. Thì khi đó tôi vào thì tôi cứ ban ngày thì đi kiếm ăn để phụ thêm. Ban chiều tối vào á, sáng trăng thì tôi vào tôi làm ban đêm. Mà trời tối thì tôi thắp cái đèn dầu lên tôi làm, và tôi san đất.
san đất xong rồi mấy tháng sau san xong bắt đầu chuyển cái nhà vách nứa cũ đó vào, ọ bẹp vào đấy để ở. Và chúng ta biết cũng vì cái nhân như vậy, vì cái nhân khổ như vậy, và sau này khi cái duyên nó đến, chúng tôi xuất gia được. Xuất gia được, các vị biết tôi ở toàn những cái nơi sung sướng cả. Tôi vào chùa Hương, ở trong chùa Hương, cũng là một cái nơi danh lam cổ tích bậc nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Rồi Thượng tọa, Cố Viện trưởng Thượng tọa Viên Thành chùa Hương cho tôi lên chùa Thầy, ở trên chùa Thầy cũng là một cái nơi danh lam cổ tích của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Và đặc biệt sau này, khi mà Thượng tọa đưa tôi ra cái chùa Vạn Niên ở trên bờ Hồ Tây ấy, một cái ngôi chùa mà ở trung tâm của, trong trung tâm thủ đô Hà Nội, sướng lắm, không thiếu thốn về vật chất gì cả các quý vị. Chùa chiền thì ở trong thành phố thì không thiếu cái gì. Nhưng khi đến đó thì tôi lại ý thức được rằng nếu mà mình xuất gia rồi mà mình đắm chìm vào cái vấn đề sung sướng của một vị đi tu được mọi người cung kính tôn trọng như vậy thì mình sẽ không tu được. Cho nên tôi sau này sư phụ tôi cho tôi vào trong quê, tôi thích lắm. Và từ đó đến nay thì cứ ngôi chùa nào mà nghèo nghèo, nơi chùa nào mà họ đổ nát, ngôi chùa nào mà chỉ còn cái nền móng thôi, thậm chí là không còn nền móng, chỉ còn mấy viên gạch thôi, tôi thích đến những nơi như thế. Làm những cái nơi mà mình phải khổ cực, từ những cái buổi đầu tiên đi làm mắc võng lên mà ở, che bạt lên mà gì, mà chú qua ngày á, thì tôi mới thích. Cũng do là cái nhân khổ ngày xưa mà bây giờ cố gắng vượt qua. Thì các vị thấy, ngày xưa tôi mơ một cái bữa cơm trắng no thôi còn không được. Nhưng bây giờ có cần phải mơ không? Không mơ. Tôi chỉ cần tôi bảo hở ra thiếu cái gì một cái, các Phật tử tự nhiên là mang đến là mầm ngay. Phúc báo của tôi thì chưa được như Hòa Thượng Tịnh Không, chưa được như một số các vị pháp sư khác. Nhưng bây giờ xin thưa với các vị, tôi bảo tôi thiếu cái gì, Phật tử liền mang đến ngay. Cho dù cái đó có quý giá đến vài trăm triệu, thậm chí đến hàng tỷ đấy chăng nữa, tôi bảo tôi thiếu, tôi cần, có thể có người mang đến ngay. Đó thì chúng ta, đây tôi nói cái câu chuyện như vậy để chúng ta thấy rằng á, tất cả cái nhân là đều do chúng ta trồng thôi, chúng ta gieo thôi, vẫn là chúng ta. Nhưng chúng ta có thể thay đổi được nghiệp của mình, thay đổi được mệnh của mình. Chứ đừng có lúc nào cũng than là trời ơi, Phật ơi làm sao con khổ thế, thầy ơi làm sao con khổ thế. Dừng cái việc kêu trời, than thân, trách Phật, trách phận mình đi. Mà hãy ngay lập tức nhìn nhận ra rằng cái nhân đó đều là do mình trồng. Nhân xấu đó đều do mình trồng. Vì sao mình khổ? Đều do mình trồng ở đời trước kiếp trước. Và đời này kiếp này mình muốn hết khổ, mình phải tu đi. Giống như tôi ngày xưa, các vị biết là mong một bữa cơm no còn không có. Nhưng bây giờ một bữa cơm chứ cả cuộc đời này, các vị biết là khoảng độ tầm 10 năm nay, tôi có bây giờ phải lo đến cái ăn đâu. Không bao giờ phải lo đến cái ăn. Tôi có phải cấy đâu, không phải đi cấy. Các chùa khác, các vị biết các chùa nông thôn ấy, ở vùng xa nơi trung tâm văn hóa chính trị của quốc gia, của tỉnh, của huyện đó, thì các vị biết là gì? Sư vẫn còn phải đi cấy mới gì mới có mà ăn. Nhiều chùa bây giờ, xin lỗi các vị, ở ngay Hà Tây chúng ta cũ và bây giờ là Hà Nội đó, nhiều sư bây giờ vẫn phải đi cấy. Đi cấy mới có ăn, không đi cấy không có ăn. Nhưng tôi bây giờ không phải đi cấy nữa, không đi cấy nữa. Chỉ có tụng kinh niệm Phật và giảng đạo hoằng pháp, làm việc thiện mà mình có thể, và hướng thiện cho Phật tử cùng làm với mình, và mình cùng làm với họ, hai bên nương vào nhau để cùng làm, cùng tu phúc, cùng tích đức, cùng tu tâm dưỡng tính, cùng mở các pháp hội để đồng tu, cộng tu với nhau, sách tiến lẫn nhau để tu. Thì các vị biết, các vị xuống dưới bếp, ở dưới kho xem, có bao giờ hết gạo không? Không bao giờ hết gạo. Chưa hết họ đã mang đến rồi. Mà thậm chí xin lỗi các quý vị, có những lúc mà nó nhiều quá, nó nhiều đến nỗi về trong kho nó chật đến 5-7 tấn, thậm chí hàng chục tấn gạo, không ăn hết được, bán thì không được rồi, nhà chùa không thể bán được rồi.
Tôi đã ra lệnh cho nhà bếp là cho dù có thừa đi chăng nữa, có nhiều cũng không được đem bán, vì là cái tâm của họ. Họ cúng cho chúng ta đem bán để lấy tiền là không được, đặc biệt là không được bán. Ăn không hết thì hoặc là đem ra để ký gửi những cái gia đình, cái nhà Phật tử họ bán gạo và bao giờ mình hết mình sang lấy lại. Và đặc biệt là đi làm từ thiện. Thôi ăn không hết thì đi làm từ thiện thì không được bán. Làm từ thiện làm sao? Đem cái công đức đó mình ăn mà không hết bỏ thì nó mốc đi. Mà mốc đi thì phải tội, họ cúng thì không có phúc. Cho nên bảo với nhà bếp là, bảo với thủ kho là dùng không hết thì thấy nơi nào mà họ nghèo, đi cúng các sư ở các trường hạ thì tốt. Mà không phải mùa an cư kết hạ thì các sư thì cũng, các chùa bây giờ không thiếu nữa, không thiếu ăn như ngày xưa nữa, thì đem cúng những các trung tâm, những cái trại trẻ mồ côi, những cái trung tâm mà nuôi trẻ tàn tật, người già cô đơn không nơi nương tựa. Và cái đợt lụt bão ở miền Trung cách đây một tuần, hơn tuần vừa qua, cũng cho các cháu ở trong cái đội sinh viên tình nguyện và đem các con đem đi mà làm. Bà con họ đang thiếu, chúng ta thì bỏ mốc không được. Bà con họ đang thiếu ăn. Tôi ngày xưa thiếu ăn tôi biết rồi. Nhưng mà vừa cúng xong thì hai ba hôm nay chắc có khi kho vào pháp hội này lại đầy rồi. Đó. Cho nên các quý vị đừng có lúc nào cũng kêu trời trách đất là tại sao con nghèo, tại sao con khổ thế. Mà cái cứ hoan hỉ đi, bố thí, cúng dường chính là để tạo cái phước báo cho mình ở đời này và đời sau đó. Các vị biết là đời này mà tôi cứ bo bo ra, mà cho dù bây giờ tôi xuất gia rồi tôi cứ bo bo ra, chỉ có người mang đến chùa thôi, tôi không muốn mang đi đâu, không muốn chia sẻ, không muốn làm từ thiện, không muốn chia sẻ với đồng bào dân tộc ở vùng sâu vùng xa, những người nghèo cùng ở các trung tâm, những người bệnh tật ở các trung tâm nữa, thì các quý vị biết cái phúc báo mình nó cũng chẳng được là bao. Các vị biết là ở năm 2, trong một khóa vừa qua, trong một khóa Phật giáo Đại hội vừa qua có 4 năm, từ năm 2012 đến năm 2016, 4 năm nay, mà tăng ni Phật tử trong chùa, trong đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên chúng ta đi làm công tác từ thiện, chúng ta biết mấy tỷ không? Phải đến gần 5 tỷ. Mà trong khi đó chùa thì gì? Việc chùa là đi việc chùa, còn việc từ thiện là làm từ thiện. Việc nào đi việc đó, nó rõ ràng rành mạch như vậy. Nếu mà những người khác họ lợi dụng vào cái vấn đề làm từ thiện đó, 5 tỷ đó họ có khi chỉ đi làm từ thiện 100-200 triệu thôi, còn lại mấy tỷ đem trả nợ hay mấy tỷ đem gì, đem xây chùa, họ có thể làm được điều đó. Nhưng chúng tôi không làm điều đó được. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng cái này thì cũng phải học Phật đó, chúng ta phải nghiên cứu và phải áp dụng vào trong cuộc sống thực tiễn này, để chúng ta làm thế nào đó cho chúng ta được tăng phúc lên ngay trong cuộc sống này, ngay trong cuộc sống đời thường này. Chứ đừng có nghĩ rằng Phật Pháp chỉ có sau khi chết mới được hưởng thụ, không có đâu. Phật Pháp chân chính là hưởng thụ ngay cuộc đời này và cuộc đời sau. Mãi mãi về sau chúng ta nếu biết gieo trồng thì đều được hưởng cả. Những người nào mà nghiệp mà nó nặng thì nó phải dần dần. Có người nghe thầy bảo về tụng kinh Địa Tạng tốt lắm, tiêu được nghiệp. Bảo tụng kinh 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày. Tụng 21 ngày đến bắt đầu là đến ăn vạ rồi. Bạch thầy, con tụng 21 ngày tại sao con chả thấy chuyển cái gì cả? Nó chỉ có thay đổi một chút thôi. Thằng con nó hư bây giờ nó thay đổi được một tí thôi. Tôi bảo vậy thì nghiệp mình nặng thì cố gắng 49 ngày đi. 49 ngày lại lên, xong 49 ngày lại lên ăn vạ rồi. Bạch thầy, con hết 49 ngày rồi, thậm chí là 50-51 ngày rồi mà thấy nó chỉ chuyển có một tí thôi. Tại sao người ta được, người ta tụng có một tuần người ta được, 21 ngày người ta được, mà con 49 ngày, 50-51 ngày vẫn chưa được. Thế tôi bảo về tụng 100 ngày đi. Thế bảo lâu thế thầy. Bảo không chỉ 100 ngày mà thậm chí phải gì, phải coi như tụng kinh này, coi như gì cả cuộc đời này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Nếu như nghiệp mà mình nặng á, phúc mỏng nghiệp dày á, thì mình phải tụng cả cuộc đời này để cho cái tâm mình gì an tịnh, và để cho đời sau và mãi mãi về sau mình không bị khổ cực như đời này nữa. Cái đấy mới là cái người tin Phật, mới là cái người gì học Phật chân chính các quý vị.
Chứ đừng có nghĩ rằng thầy bảo 49 ngày hoặc 100 ngày là được. Mà lúc đó không được thì chúng ta lại sinh ra nghi ngờ, phỉ báng, thậm chí là phỉ báng. Thì như vậy là không nên. Người ta làm được cơ mà, mình phải nghĩ một cái tích cực. Nghĩ tích cực làm sao? Bảo tại sao người ta tụng người ta được mà mình không được? Vậy người ta được, mình không được, đấy không phải là lỗi của kinh, không phải là lỗi của lời Phật nói, mà đấy là lỗi do ở tâm ta chưa được thành kính. Lỗi ở do gì? Do nghiệp của chúng ta quá nặng. Chứ không phải lỗi ở kinh, không phải lời Phật dạy là gì? Là hư dối. Nếu mà Phật dạy hư dối thì tại sao người kia được? Có người cầu con thì được con, có người cầu lấy được vợ, lấy được chồng thì lấy được vợ, được chồng. Có người gì? Cầu đảo bệnh thì đảo được bệnh. Trong cái sáng nay có một Phật tử đến nói với tôi, có bà cụ già, bà cụ già, bà mẹ chồng gần 90 tuổi hay là hơn 90 tuổi, nói chung là già, rất già rồi, nhưng bị lẫn và cứ hay chửi bới, hay cào cấu, hay tự mình hay cấu xé da thịt của mình và chửi bới con cái một cách thậm tệ, mở miệng mở mắt ra là chửi, lúc nào cụ ngủ thì thôi, đêm hôm 1-2 giờ sáng cụ mở mắt ra là cũng chửi thậm tệ luôn. Thế đến thì gặp chúng tôi bảo là về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 49 hoặc 100 ngày đi, nghiệp chắc là cũng nặng nó mới xảy ra chuyện như thế. Về Phật tử mới tụng đến tuần thứ 3, tức là 21 ngày. Thế hôm qua đi lên gặp chúng tôi nói rằng ui, Phật Pháp nhiệm màu, kinh Địa Tạng nhiệm màu quá. Thầy bảo con tụng 49 hoặc 100 ngày nhưng con mới tụng có 3 tuần tức 21 ngày. Tự nhiên là mẹ chồng của con là ngủ ngon, khỏe mạnh ra, không kêu ca nữa và không cấu xé nữa, không chửi mắng nữa. Và tự nhiên là gì? Cụ lại minh mẫn, thế mới hay. Hôm nay lên báo cho thầy cái tin đó, hay lắm, Phật Pháp nhiệm màu lắm, kinh Bồ Tát Địa Tạng nhiệm màu lắm, không nói được. Và cũng hôm qua có một Phật tử ở dưới Lại Yên lên đây xong rồi không kịp nói, là đây đang đông khách, đang về tối hôm qua mới gọi điện cho tôi bảo hôm qua con lên con định báo cho thầy một tin vui, nhưng mà do thì lúc đấy thầy đông khách con thì không nói được. Đó là bố chồng của con năm nay cũng đã hơn 80 tuổi, ông bị lẫn, ăn rồi ông bảo chưa ăn, lơ thơ lẩn thẩn mà không biết gì, lẫn 5-6 năm nay rồi. Thế từ khi con lên chùa của thầy, con biết tụng kinh Địa Tạng, và hôm thầy về nhà con, thầy khuyên con tụng kinh Địa Tạng. Và con về con tụng kinh Địa Tạng đến nay đã được khoảng hơn 2 tuần. Thì tự nhiên là ông bố của con lại nhớ ra, và ông không lẫn nữa. Đấy, con mừng quá, và chồng của con cũng mừng quá. Chồng con bảo là, chồng con trước đây con đi chùa thì chồng con cứ hàm hè, anh không mắng đâu nhưng mà anh cứ hầm hè, anh bảo công việc gia đình bận em cứ suốt ngày chùa triền, đi chùa mà cầu mà nó được thì ai cũng đi. Chồng con cứ chỉ nói thế thôi chứ không cấm con, chỉ nói là hầm hè thế thôi. Nhưng mà khoảng 2 tuần nay thầy bảo con tụng kinh Địa Tạng ở nhà, ở tại cái nhà thờ tổ con tụng 2 tuần nay, tự nhiên thì bố chồng con lại tỉnh táo ra và khỏe ra, ăn được, ngủ được, và đặc biệt là cũng không lẫn nữa, cũng không nói làm nhảm nữa, và cụ ngồi cụ uống nước, cụ xem tivi. Thế là chồng con là gì? Hết mực là tin tưởng, tin lắm. Mấy hôm nay chồng con tin lắm, và con đi bây giờ không nói gì nữa. Đó. Rồi một Phật tử ở trên Hòa Bình, bà Thanh trên Hòa Bình hôm qua về kể với tôi hôm qua là con thằng con trai, nó sinh được đứa cháu trai, đứa cháu nội của bà ấy. Hai vợ chồng nó mấy tháng trước là cũng làm lễ bốc lại bát hương các thứ, nhưng mà xong rồi không biết là nó như thế nào. Khi nó dọn dẹp, nó bê cái bát hương ra, nó bê ra khỏi cái bát hương ra để nó lau, nó dọn bát thờ, nó đắt vào, nó không biết. Thế là làm xong một cái thì bắt đầu cái đứa con trai, không biết là hơn tuổi hay là 2 tuổi gì đó, nó sốt đùng đùng lên, nó sốt 37-38 độ, nó cứ thế nó sốt ly bì ra. Sốt ly bì ra bắt đầu đem cho uống thuốc, rồi cặp nhiệt độ uống thuốc các thứ, nó vẫn không đỡ. Thế là gọi cho mẹ. Mẹ đi sang mẹ hỏi nó bảo là con, chúng mày có làm gì không? Vào đây con dọn dẹp ban thờ thì con bỏ ban hương ra con thế này thế khác.
Thế là bảo thì chết, thầy bảo là không được bỏ bát hương ra cơ mà. Cái việc tâm linh là mình phải cho nó trang nghiêm và cẩn trọng, chứ không có được coi thường. Mắt mình không nhìn thấy thì đừng có nói là không có. Cho nên bảo thôi thì được rồi, thôi thì để mẹ lên mẹ sám hối. Thế là bà tụng kinh, bà lấy ra bà tụng kinh Địa Tạng, bà tụng hết thì quyển thượng quyển trung. Thì bắt đầu đứa con ở dưới tụng hết quyển thượng quyển trung một cái, đứa cháu nội của bà ở dưới nó đỡ sốt, nó xuống còn nó sốt còn hơi nữa thôi. Thế là bà nghỉ là đến chiều tối bà tụng nốt hết quyển hạ nữa, tụng hết quyển hạ một cái xuống thì đứa con nó chơi nhảy chạy nhảy dưới nhà như thường rồi. Và lúc đó thằng con trai của bà nó bảo con phục mẹ đấy, con phục mẹ sát đất đấy, con phục Phật sát đất đấy, con không còn gì để nghi ngờ Phật nữa. Đó, chúng ta thấy. Cho nên nếu mà chúng ta giữ được một cái niềm tin chân chính, tụng kinh niệm Phật mà chúng ta giữ được một cái niềm tin chân chính thì nó sẽ gì? Nó sẽ thành tựu được sở nguyện của chúng ta thôi. À, chung quanh chúng ta có rất nhiều những vị thần, những cô hồn ngạ quỷ, những oan gia cháy chủ, họ đang đòi nợ và đang gì bám theo chúng ta. Như trong kinh Địa Tạng này nói, có những người là quyến thuộc chúng ta, là vợ, là chồng, là con, là cháu của chúng ta ở đời trước kiếp trước đó các quý vị. Họ bây giờ không còn chỗ nào nương nữa, họ đi tìm đến chúng ta để họ nhờ chúng ta gì tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện để hồi hướng cho họ, để họ được sớm được siêu thoát. Thì nay chúng ta phải gì thay họ mà làm cái việc đó, chứ đừng có sợ họ, đừng có gì lánh họ, và đừng có dùng các ông thầy phù thủy để gì bùa bèn để trừ khử họ, khiến cho họ càng gì càng khổ đau và càng sân hận với chúng ta nhiều hơn, càng thù oán chúng ta nhiều hơn. Mà chúng ta hãy lấy ân để mà gì trả oán, hãy lấy ân để mà gì mà trả nợ, hãy lấy nghĩa để mà trả nợ. Tức là gì, hãy nhất tâm đọc tụng thọ trì bộ kinh này cùng với phóng sinh tu phúc cúng dường để hồi hướng cho họ, sợ mong cho họ sớm được siêu thoát. Chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm xoay đường chỉ lối cho họ được siêu thoát. Họ được siêu thoát rồi á thì bên cạnh chúng ta không còn những oan gia trái chủ, không còn những người bám cho chúng ta để đòi nợ và trả nợ nữa, thì chúng ta sẽ được tự do tự tại, gia đình chúng ta sẽ được êm vui hạnh phúc thôi. Cho nên sướng hay khổ, thiện hay ác, trong kinh Đức Phật nói đều do chúng ta tạo, do chúng ta trồng, chứ không phải là một vị thần linh nào có thể ban phúc giáng họa cho chúng ta được, mà đều do chúng ta trồng đó.